Xin chào quý thính giả đang nghe truyện 2198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Trận Hỏi Trường Sinh, tác giả Quan Hư, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ trà thuốc cà phê cho kênh thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 136, hái hoa tặc Trương Lan cảm thấy mình tu đạo nhân sinh hắc lịch sử, lại bị mặc họa đứa bé này, mực đặc màu đậm thêm vào một bút. Mình như lâm đại địch đề phòng, kết quả đối diện là cái luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ. Quá mất mặt, Trương Lan nhịn không được oán giận nói ngươi, như vậy lớn một chút hài tử, chạy trên núi làm cái gì? Ta đến trên núi làm sự tình nhưng nhiều, họa dư đồ, bày trận pháp, lấy yêu huyết, tìm hương liệu, hái thảo dược, đào mỏ thạch. Mặc họa bẻ ngón tay, lại từng cái số cho Trương Lan nghe. Trương Lan đau cả đầu, tốt, ta đã biết. Cái này đều lộn xộn cái gì? Trương Lan trong lòng là không lớn thư, Đại Hắc Sơn là một đứa bé có thể tới địa phương sao? Hắn một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ lên núi, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không nói đến mặc họa cái này luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ. Huống chi lấy Trương Lan đối mặc họa hiểu rõ, đứa nhỏ này tuy nói trận pháp thiên phú không tồi, nhưng tiên thiên người yếu, gặp được yêu thú nào, 100% liền bị điêu đi bữa ăn ngon. Còn nói cái gì bày trận hái thuốc, cái này không nói bậy thế này. Trương Lan không tin. Nhưng hắn lại biết, mặc họa tiểu tử này có chút tà môn, không tốt lắm theo bình thường tu đạo nhận biết phán đoán, cho nên hắn mặc dù không tin, nhưng cũng không nói gì. Mà phía sau hắn hai người, lúc này còn đắm chìm trong chấn kinh bên trong, căn bản không đi nghe mặc họa đang nói cái gì. Bọn hắn loại này không thấy qua việc đời dáng vẻ, để Trương Lan dễ chịu một ít, tự giác nhiều ít lại vãn hồi một chút mặt mũi. Mặc họa nhìn Trương Lan sau lưng hai người, chỉ hỏi, vị tỷ tỷ này là ai a? Kém bối phận a. Trương Lan nói, muốn gọi a gì? Kia nữ tu ánh mắt như đao, khoách Trương Lan một chút, ngược lại đối mặc họa, vẻ mặt ôn hòa nói, tỷ tỷ họ Tư Đồ, tên một chữ một cái phương chữ, đừng nghe ngươi Trương thúc thúc, ngươi liền gọi ta tỷ tỷ liền tốt. Trương Lan im lặng. Mặc họa ngọt ngào kêu lên tỷ tỷ. Tư Đồ Phương lập tức mặt mày hớn hở. Bên cạnh nam tử một mặt phách lối mà nói, ta gọi Tư Đồ Tú. Mặc họa qua loa a một tiếng. Trương Lan nhịn không được đối mặc họa nói, nhanh đi đem mặt rửa sạch sẽ, nhìn xem ngươi bộ dáng gì, để bụi đất. Hắn vừa mới bị mặc họa bộ dáng này ra sân dọa đến trong lòng phát lạnh, bây giờ nhìn lấy còn có chút không được tự nhiên. Mặc họa liền tìm một chỗ dòng suối nhỏ, rửa sạch mặt. Bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, lập tức trở nên môi hồng răng trắng, búp bê đồng dạng. Tư Đồ Phương nhìn nhiều mấy lần, không khỏi khen, thật sự là khuôn mặt như vẽ, dáng rất thật tốt. Đa tạ tỷ tỷ, dung mạo người cũng đẹp mắt. Mặc họa có qua có lại khen một câu. Tư Đồ Phương trên mặt cười đến nở hoa. Trương Lan thở dài, đối mặc họa nói, thời điểm không còn sớm, phải không ngươi đi về trước đi. Tư Đồ Phương cũng nhẹ gật đầu, trên núi có yêu thú, ngươi đợi ở chỗ này không an toàn. Muốn hay không tỷ tỷ đưa ngươi xuống núi? Trương Lan nhịn không được trợn nhìn Tư Đồ Phương một chút, ngươi quên chuyện chính sao? Tư Đồ Phương có chút xoắn suýt. Mặc họa hiếu kỳ nói, các ngươi trong núi làm cái gì à? Đạo đình ti cơ mật, không thể nói cho ngươi. Tìm người đúng thế. Trương Lan đầu tê dần, ngươi làm sao sẽ biết rồi? Các ngươi vừa mới nói chuyện phiếm, ta nghe được. Trương Lan lại thở dài, cầm mặc họa không có cách nào. Mặc họa đen sẫm con mắt chuyển một cái, nói, phải không, ta giúp các ngươi tìm. Tư Đồ Phương cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu đệ đệ, bất quá cái này sự tình quá nguy hiểm, chúng ta không thể cho ngươi đi. Trương Lan đứng ở một bên, không nói chuyện. Mặc họa mắt nhìn Trương Lan, nhắc nhở, Đại Hắc Sơn rất lớn a, không biết đường lời nói, chuyển lên 10 ngày nửa tháng, đều không nhất định có thể tìm tới người. Trương Lan nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, tốt, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Tư Đồ Phương cau mày, ngươi điên rồi, hắn vẫn còn con nít. Trương Lan bất đắc dĩ nói, hắn không dẫn đường cho chúng ta không chỉ có tìm không thấy người, chỉ sợ sẽ còn trong núi lạc đường. Một bên Tư Đồ Tú cười lạnh nói, có tiểu tử này dẫn đường, chúng ta liền không lạc đường. Sẽ không? Trương Lan chém đinh chặt sắt nói, chúng ta sẽ lạc đường, hắn sẽ không. Ngươi làm sao biết? Nếu như hắn sẽ lạc đường, liền sẽ không một người đến trên núi tới. Trương Lan suy nghĩ minh bạch, mặc họa đứa nhỏ này, không biết làm không phân tắc sự tình, nếu như hắn mở miệng, khẳng định là có nắm chắc. Tư Đồ Phương cùng Tư Đồ Tú trầm mặc, vừa mới mặc họa vô thanh vô tức từ bụi cỏ bên trong xuất hiện hình tượng lại hiện lên, ở đầu óc. Đồng thời bọn hắn trước đó toàn bộ tinh thần đề phòng, đáy lòng phát lạnh cảm xúc cũng hiện lên trong lòng. Trước mắt cái này tiểu tu sĩ, khả năng hoàn toàn chính xác không cần lo lắng, đáng giá lo lắng, ngược lại là bọn hắn. Cái kia tặc nhân tương đối nguy hiểm. Tư Đồ Phương vẫn còn có chút do dự. Trương Lan nói, ba người chúng ta người,
còn bảo hộ không được hắn sao? Tư Đồ Phương liền không phản đối, Tư Đồ Tú hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Mặc Họa liền hỏi, các ngươi muốn tìm ai, có manh mối sao? Tư Đồ Phương nhìn thoáng qua Trương Lan. Việc đã đến nước này, Trương Lan cũng liền không còn giấu giếm, nói, chúng ta đang đuổi bắt một cái hái hoa tặc. Mặc Họa sửng sốt một chút, hái hoa tặc. Hắn ngược lại là nghe qua cái từ này, nhưng cũng không phải là tại tu đạo giới nghe qua, cho nên nhất thời không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào. Trương Lan nói, hái hoa tặc là chỉ lấy tà đạo công pháp, cưỡng ép thải bổ nữ tử, tăng tiến tự thân tu vi tặc nhân. Những này tặc nhân là đạo luật chỗ không dung, sẽ bị đạo đình ti lùng bắt. Tư Đồ Phương cùi trò chống đỡ một chút Trương Lan, nhỏ giọng nói, không sai biệt lắm đi, thải bổ cái gì, chớ cùng hài tử nói những thứ này. Nói xong gương mặt ửng đỏ. Trương Lan bản không cảm thấy có cái gì, bây giờ bị kiểu nói này, cũng không tiện nói nữa. Mặc Họa có chút thất vọng, hắn còn muốn hiểu rõ hơn một chút tới. Vậy các ngươi có đầu mối gì sao? Có chân dung. Trương Lan mở ra một bức vẽ giống. Trên bức họa nam tử tuổi trẻ mà anh Tuấn, chỉ là mặt mày mang một ít tà khí. Còn trẻ như vậy. Mặc Họa nói, tu thải bổ tà công, cho nên nhìn xem tuổi trẻ, thực tế có hơn 100 tuổi, chỉ cần một tháng trở lên không thải bổ, khuôn mặt liền sẽ khô lão. Trương Lan nói, Mặc Họa giật mình, còn có loại công pháp này, thiên hình vạn trạng công pháp tà môn nhiều nữa đâu. Trương Lan nói, bỗng nhiên lại nhắc nhở Mặc Họa nói, ngươi chớ học à, tà đạo cùng công pháp ma đạo, lãnh huyết tàn nhẫn, dính vào cơ bản liền mẫn diệt nhân tính. Mặc Họa liền vội vàng gật đầu, trong lòng cho rằng là giới. Trương Lan lại nói, chúng ta đạt được manh mối, cái này hái hoa tặc bị đạo đình ti truy nã, cùng đường mặt lộ, cho nên tiến vào Đại Hắc Sơn. Nội Sơn hắn không nhất định dám đi, khả năng lớn ngay tại bên ngoài núi. Mà lại hẳn là tại Cô Vân Phong đến đoạn Sơn Nhai một vùng. Trương Lan nói xong, Mặc Họa trong lòng có cái đại khái, nhân tiện nói, yên tâm đi, đã bên ngoài núi, khẳng định liền chạy không được. Tư Đồ Phương thấy thế, không khỏi cười nói, vậy liền nhớ ngươi, Mặc Họa gật đầu nói, ẩn thân bên ngoài núi hái hoa tặc, còn tu tà công, hơn 100 tuổi, bị đuổi giết Triệu Thúc Thúc, truy sát Triệu Thúc Thúc tu sĩ, có phải hay không liền là cái này hái hoa tặc đâu? Mặc Họa cũng nghĩ bắt được cái này tặc nhân, hỏi cho ra nhẽ. Chương 137, đuổi bắt Mặc Họa mang theo Trương Lan ba người xuất phát, bắt đầu tiến về Cô Vân Phong. Mặc Họa đối đường núi rất quen thuộc đến Trương Lan cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng. Nơi nào có đường, nơi nào có nước, nơi nào có độc, nơi nào có sương mù, hắn đều biết đến rõ ràng. Có khi nhìn xem không có đường, hắn mang theo trong rừng rẽ trái rẽ phải, dưới chân liền lại có đường. Gặp được yêu thú, bọn hắn còn không phát hiện, Mặc Họa liền mang theo bọn hắn xa xa lách qua. Hắn tiện đường còn có thể hái điểm quả dại, đào chút thuốc cỏ. Cái này đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, phảng phất bọn hắn không phải đang đuổi tập hung tặc, mà là tại đạp thanh bơi núi. Trương Lan có chút khó mà tin tưởng. Cái này Đại Hắc Sơn bên ngoài núi, làm sao lại cùng Mặc Họa đứa nhỏ này nhà mình hậu viện đồng dạng. Đây không phải hắn ấn tượng bên trong Đại Hắc Sơn A, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tiến Đại Hắc Sơn, không phải cũng hẳn là thận trọng sao. Trương Lan nội tâm rung động, Tư Đồ Phương cũng không rõ ràng nhiều như vậy. Chỉ mơ hồ cảm thấy, đoạn đường này so với nàng nghĩ đến thuận lợi rất nhiều. Tư Đồ Tú càng là mặt lộ vẻ trào phúng, đối Trương Lan nói, ngươi không phải nói Đại Hắc Sơn hung hiểm sao, làm sao đoạn đường này cái gì cũng không có. Trương Lan giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Cái này đồ ngu, trong lòng thật sự là một điểm số đều không có, có người mang theo ngươi cũng không biết. Đã lớn như vậy, trong đầu chứa đều là nước sao. Đi một trận, Mặc Họa đột nhiên dừng lại, nói, phía trước có yêu thú, muốn quấn hạ đường xa. Một đường gió êm sóng lặng, Tư Đồ Tú chính cảm giác nhàm chán, nhân tiện nói, chúng ta thời gian đang gấp, đường vòng quá khó khăn, chỉ là yêu thú, chém là được. Tư Đồ Tú thanh âm có chút lớn, lại không có che giấu khí tức, lời nói này xong, liền nhìn thấy cách đó, không xa một đôi đỏ hai con mắt màu đỏ nhìn về phía chính mình. Bị phát hiện, Trương Lan nhướng mày, lại mắng một tiếng ngu xuẩn. Yêu thú kia lớn lên giống dê, mắt đỏ quyển sừng, lông trắng răng nhọn, đứng dậy đầy đủ một người cao. Quanh thân quấn lấy huyết tinh sắc yêu lực, có nhàn nhạt cảm giác áp bách. Gặp Trương Lan ba người, mắt bên trong khát máu chi sắc lóe lên, liền lao đến. Trương Lan ba người chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Cũng may ba người bọn hắn đều là luyện khí hậu kỳ, ứng phó một mực xích mục dương yêu, không tính phí sức. Tư Đồ Tú thực lực đồng dạng, nhưng lại càng đánh càng hăng, không khỏi hét lớn một tiếng, chỉ là một con yêu thú, không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, lại có một con yêu thú từ bụi cỏ bên trong đi ra. Dáng tóc đỏ sắc, nước miếng tanh hôi, là chỉ liệt chảo lang yêu. Trương Lan trong lòng phát khổ, hận không thể đem Tư Đồ Tú miệng cho rút lệch ra. Một con yêu thú, bọn hắn coi như thành thạo điêu luyện, hai con yêu thú,
liền ứng phó đến vỡ đầu sức chán. Tư Đồ Tú trên thân mang thương, vết thương nóng bỏng đau, cũng liền không còn dám khoa trương. Mấy người một phen khổ chiến. Đợi đến một canh giờ sau, Liệt Trảo bị giết, Dê Yêu thụ thương chạy, ba người mới có cơ hội thở dốc. Trương Lan phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, thở dốc một lát, lúc này mới phát hiện Mặc Họa không thấy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không thấy Mặc Họa thân ảnh, đang muốn la lên, liền nghe Mặc Họa giọng Quan Thiết ở bên tai vang lên, "Trương thúc thúc, các ngươi không có sao chứ?" Mặc Họa chẳng biết lúc nào xuất hiện, không chỉ có như thế, trong tay hắn còn cầm chiếc bình, hứng thú bừng bừng chạy đến bưng khí yêu thú bên người, không biết đang làm gì. Vừa mới giao chiến thời điểm, Mặc Họa một điểm khí tức không có, đánh xong, lại thần không biết quỷ không hay xông ra. Trương Lan thầm nghĩ mình đoán quả nhiên không sai, bọn hắn mấy cái này liền là trong núi lạc đường đến chết, Mặc Họa tiểu tử này đều không nhất định có việc. Tư Đồ Phương nhìn xem Mặc Họa, hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì đây? Ta lấy điểm yêu huyết. Mặc Họa nói, yêu huyết? Làm cái gì? Điều linh mực, vẽ trận pháp dùng. Tư Đồ Phương giật mình nói, ngươi sẽ còn trận pháp? Mặc Họa có chút xấu hổ, khiêm tốn nói, biết một chút, nha. Tư Đồ Phương nhẹ gật đầu. Trương Lan ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng im lặng. Hắn nói biết một chút, ngươi thật đúng là tin a. Mặc Họa thả xong yêu thú máu, nói, chúng ta phải nhanh lên một chút, không phải trời tối trước đuổi không tới. Sau đó lại có chút oán giận nói, các ngươi đối phó yêu thú, lãng phí không ít thời gian. Tư Đồ Phương có chút ngượng ngùng, lại hỏi, ngươi biết yêu thú khó chơi, cho nên mới để chúng ta đường vòng sao? Mặc Họa nhẹ gật đầu. Tư Đồ Tú không phục nói, lần này chỉ là vận khí không tốt, gặp được hai con. Mặc Họa nói, nếu như chỉ là một con lời nói, ta sẽ để các ngươi đường vòng sao? Tư Đồ Tú nói không ra lời. Tư Đồ Phương cũng nghe lấy kinh hãi. Mặc Họa đứa nhỏ này đã sớm biết có hai con yêu thú, mà bọn hắn đợi đến cái thứ hai yêu thú xuất hiện lúc mới phát hiện. Mặc Họa thu thập xong yêu huyết, gặp Trương Lan bọn hắn tu chỉnh đến không sai biệt lắm, nhân tiện nói, chúng ta phải nhanh lên một chút đi đường. Ba người nhẹ gật đầu. Mặc Họa đi vài bước, lại quay đầu dặn dò, nhất định phải nghe lời a, không phải rất nguy hiểm. Tư Đồ Phương có chút xấu hổ, toàn thân bị thương Tư Đồ Tú cũng cúi xuống quật cường đầu. Về sau ba người đều yên lặng đi theo Mặc Họa đi, một đường coi như thuận lợi, nhưng sắc trời vẫn còn có chút chậm, đoán chừng muốn trong núi qua đêm. Mặc Họa liền tìm tới một cái đi ngang qua Liệp Yêu Sư, nói, Chu Thúc Thúc, ngài lúc trở về, cùng mẹ ta kể âm thanh, ta không quay về ăn cơm tối, ngày mai ta lại trở về. Ngươi một người, không có sao chứ? Kia Liệp Yêu Sư nói, ân, không có chuyện gì, có Đạo Đình Ti Thúc Thúc bồi tiếp. Mặc Họa gật đầu nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận a. Mặc Họa phất tay cùng kia Liệp Yêu Sư tạm biệt, sau đó quay đầu, nói, trước tiên tìm một nơi qua đêm đi, ngày mai mới có thể đi Cô Vân Phong. Trương Lan nhíu nhíu mày, ban đêm không thể đi sao? Các ngươi không phải muốn bắt người sao? Ban đêm không dễ bắt, mà lại ban đêm yêu thú nhiều. Trương Lan nhẹ gật đầu, đành phải như thế. Mặc Họa tại phụ cận tìm cái tiểu doanh địa, điểm cây đèn, lại từ trong túi trữ vật cầm một ít thịt ra, mời Trương Lan bọn hắn ăn. Tư Đồ Phương ăn một miếng, ánh mắt sáng lên, ăn ngon thật, đây là ngươi nhà mình làm sao? Mặc Họa tự hào nói, mẹ ta làm. Tư Đồ Phương ăn vài miếng, nói, đáng tiếc, những này thịt không linh khí. Tán tu ăn không khởi linh thịt. Mặc Họa nói. Tư Đồ Phương nói xin lỗi, ta không phải nói những này thịt không tốt. Nói xong vi điều áy náy, từ trong túi trữ vật cầm một ít bánh ngọt, mời Mặc Họa ăn. Tư Đồ Tú không nói lời nào, nhưng cũng mời Mặc Họa uống rượu. Nhưng rượu kia quá mạnh, Mặc Họa uống một ngụm, sặc cuống họng, liền không uống nữa. Trương Lan ngược lại là sinh lạnh không kỵ, có cái gì ăn cái gì, có cái gì rượu cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Mấy người ăn uống no đủ, để nguyên áo mà nằm. Mặc Họa ngủ không được, hắn giờ tí còn muốn tiến thức hải vẽ trận pháp đâu, gặp Trương Lan tuy là nằm, nhưng mở to mắt, rõ ràng cũng không buồn ngủ, liền tiến đến bên cạnh hắn, lặng lẽ hỏi, Trương Thúc Thúc, người nói cho ta một chút hái hoa tặc thôi. Trương Lan lông mày nhíu lại, ngươi muốn làm hái hoa tặc à? Mặc Họa lườm hắn một cái. Trương Lan cười hạ, ngươi muốn hỏi cái gì? Mặc Họa nghĩ nghĩ, nói, Đạo Đình ban bố đạo luật, cấm lạm sát, cướp bóc cùng thải bổ. Đạo luật đem thải bổ cùng lạm sát, cướp bóc cũng sách, vậy cái này thải bổ, có phải hay không trọng tội a? Trương Lan thần sắc cũng nghiêm túc lên, hỏi ngược lại, ngươi biết thải bổ ý vị như thế nào sao? Chương 138, thải bổ ta vẫn còn con nít, ta làm sao biết? Mặc Họa lý trực khí trắng nói. Trương Lan thần sắc động lại, tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, cái gọi là thải bổ, nhưng thật ra là song tu một loại. Trương Lan nói xong, dừng một chút, nói, song tu ngươi dù sao cũng nên biết đi. Mặc Họa mặt đỏ lên, liền biết một hiện chút. Trương Lan không biết hắn là thật không biết,
Vẫn là giả không biết, liền tiếp tục nói, kỳ thật liền là chuyện nam nữ, nói trắng ra là cũng liền như thế. Bất quá song tu có thể tăng tiến một chút tu vi, mà lại quá trình kiểu diễm, cho nên rất nhiều tu sĩ liền say mê nghiên cứu song tu chi đạo. Mặc họa có cái nghi vấn, song tu thật có thể tăng tiến tu vi sao? Có thể tăng tiến một chút xíu thôi, có chút ít còn hơn không? Có rảnh nghiên cứu loại này bàng môn tả đạo, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ ngồi xuống tu luyện. Trương Lan nói, kia song tu cùng thải bổ, khác nhau ở chỗ nào đâu? Song tu coi như bình thường, thải bổ liền ác độc. Tà tu sẽ mượn thải bổ, hấp thu người khác huyết khí, tinh nguyên, linh lực. Bị thải bổ người, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì đạo cơ sụp đổ, chính là đến bị thải bổ mà chết, những sự tình này đều thường có phát sinh. Mặc họa trong lòng nghiêm nghị, các ngươi lùng bắt cái kia hái hoa tặc, cũng đem người thải bổ chết sao? Loại sự tình này hắn khẳng định làm qua, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta đuổi bắt hắn, là bởi vì tháng trước hắn đem thật tốt một nữ tử, thải bổ đến hình tiêu mảnh rẻ, khí hải hủy hết, mà lại mỗi ngày tinh thần hoảng hốt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trương Lan thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc họa nghe sinh lòng không đành lòng, hỏi, kia bắt lấy hắn, sẽ định tội chết sao? Trương Lan nhẹ gật đầu, đạo đình ti đối thải bổ loại sự tình này, từ trước đến nay đều là sẽ nghiêm trị định tội, cân nhắc mức hình phạt 100 năm trở lên, tối cao tử hình. Chúng ta đuổi cái này, tội chết là khó tránh khỏi. Mặc họa lúc này mới yên tâm. Trương Lan suy nghĩ một chút, lại nói, quên nói cho ngươi, song tu cũng là cấm chỉ. Mặc họa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta vẫn còn con nít, ngươi cố ý nói với ta cái này làm cái gì? Trương Lan bị mặc họa thấy có chút xấu hổ, nhưng đã mở miệng, hắn vẫn là kiên trì giải thích nói, bình thường chuyện nam nữ, đạo đình ti mặc kệ. Nhưng là song tu không được, hết thảy song tu công pháp, bí thuật, chỉ cần phát hiện, liền sẽ bị lập tức thiêu hủy. Tu sĩ một khi đi chuyện song tu, bị đạo đình ti phát hiện, liền sẽ bị đuổi trách, dù không thải bổ định tội nặng như vậy, nhưng cũng sẽ bị đạo đình ti ghi vào án cũ, đối ngươi tương lai bái sư nhập môn hôn phối sẽ có ảnh hưởng. Mặc họa nghi ngờ nói, ngươi không phải nói, song tu không có gì ảnh hưởng sao, vì sao lại bị cấm nha? Đạo lý là nói như vậy, nhưng trên thực tế lại là một chuyện khác. Trương Lan thở dài, song tu tuy là không ngại, cũng không vi phạm đạo luật, nhưng không khỏi song tu, liền có người đánh lấy song tu danh nghĩa tiến hành thải bổ, cũng liền gián tiếp đồng đẳng với bỏ mặc thải bổ. Mà lại không cấm song tu, đạo đình ti cũng không tốt truy tra, một khi đi thăm dò, người khác liền xưng mình là song tu mà không phải thải bổ, người bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Trương Lan nói, có chút cấp trên, đáng giận nhất là, có chút tu sĩ bị thải bổ vẫn không tự biết, còn vui tại trong đó, thậm chí giữ gìn thải bổ hắn người, quả thực là ngu xuẩn. Nếu như bọn hắn nói là ngươi tình ta nguyện, các ngươi có phải hay không cũng không có biện pháp. Mặc họa hỏi. Trương Lan hừ lạnh một tiếng, đạo luật trước mặt, không có ngươi tình ta nguyện, xúc phạm đạo luật, có một cái bắt một cái, đều chạy không được. Mặc họa gật gật đầu. Trương Lan nói, cái này là nguyên nhân đầu tiên. Mặc họa sửng sốt một chút, còn có. Đương nhiên, Trương Lan nói, tu đạo giới hơn 2 vạn năm, đếm bằng ức vạn kế tu sĩ, lộn xộn cái gì sự tình không có. A nha. Trương Lan tiếp tục nói, nguyên nhân thứ hai, là đạo lữ ở giữa song tu, cũng sẽ biến thành thải bổ. Mặc họa há to miệng, không phải quan hệ tốt, mới có thể kết làm đạo lữ sao? Ngươi biết cái gì? Trương Lan một bộ ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu bộ dáng. Đạo lữ ở giữa, càng là thân cận, liền càng dễ dàng sinh lòng hiềm khích. Hôm nay yêu đến chết đi sống lại, ngày mai vừa hận không được lẫn nhau giết chi cho thống khoái. Một khi có khập khiễng, liền dễ biến thành thù hận. Như vậy trước đó song tu, hiện tại liền sẽ biến thành thải bổ. Mặc họa mở rộng tầm mắt, nhịn không được nói. Trương thúc thúc, ngươi hiểu nhiều như vậy, sẽ không cũng bị hái. Trương Lan lập tức tóm lấy mặc họa lỗ tai, nói, chớ nói nhảm. Ta là đứng đắn tu sĩ. Mặc họa vuốt vuốt lỗ tai, nhỏ giọng thầm thì nói, ai biết đứng đắn hay không? Trương Lan bất đắc dĩ, sau đó đánh giá mặc họa, nói, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Ta cẩn thận cái gì? Ta cũng sẽ không đi thải bổ. Trương Lan cười xấu xa một chút, ngươi mặc dù sẽ không đi thải bổ, nhưng là sẽ bị thải bổ a. Mặc họa choáng váng, không thể nào. Không riêng nữ tu sẽ bị nam tu thải bổ, nam tu cũng sẽ bị nữ tu thải bổ. Trương Lan giống như cười mà không phải cười nói, nhất là giống như ngươi, dáng dấp tuấn tú đáng yêu. Mặc họa há to miệng. Trương Lan vỗ vỗ mặc họa bả vai, về sau nhìn thấy những cái kia yêu diễm phóng đáng nữ tu, ngươi lưu thêm điểm thần, không chừng bọn hắn liền nghĩ thải bổ ngươi. Mặc họa trầm tư thật lâu, nghiêm túc gật gật đầu. Về sau hắn lại phát hiện một cái điểm mù, hiếu kỳ nói, nữ tu sẽ bị nam tu thải bổ, nam tu sẽ bị nữ tu thải bổ, nam tu kia sẽ bị nam tu thải bổ, nữ tu sẽ bị nữ tu thải bổ sao? Trương Lan bị hỏi đến hai mắt một đen.
cái này đều lộn xộn cái gì? Ngươi cái này cái ót bên trong đều là cái gì a? Làm sao lời gì đều có thể hỏi ra? Trương Lan nửa ngày im lặng, cuối cùng bất lực thở dài, ngủ đi, ta mệt mỏi. Nói xong cũng hai mắt nhắm lại, không để ý tới Mặc Họa. Mặc Họa còn muốn hỏi lại, nhưng gặp Trương Lan thần sắc đã có chút tiểu tụy, liền biết điều không hỏi nữa. Trong doanh địa đèn đuốc chập chờn, dần dần an tĩnh lại. Mặc Họa cầm trận sách nhìn sẽ, giờ tí thời gian, tiến vào thức hải luyện một chút trận pháp, sau đó hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Ngày kế tiếp giờ mão, sắc trời hơi trắng, Mặc Họa liền tỉnh. Mặc Họa đứng dậy, cùng lúc đó, Trương Lan ba người cũng đều mở hai mắt ra, ba người đơn giản ăn chút gì, liền ly khai doanh địa, tiếp tục đi đường. Chờ đến Cô Vân Phong, Mặc Họa kiểm tra một hồi địa hình, tại dư đồ trên vòng ra mấy nơi. Cái này mấy nơi tương đối ẩn nấp, yêu thú hy hữu đến, cũng không dễ bị tu sĩ khác phát hiện. Trương Lan phân phó nói, tận lực cẩn thận, không muốn lộ ra tung tích, để tránh đánh cỏ động rắn. Nếu như gặp phải kia tặc nhân, không nên tùy tiện ra tay, trước xa xa nhìn chằm chằm, chờ chúng ta người tề lại động thủ. Mấy người nhẹ gật đầu, sau đó án lấy Mặc Họa vòng ra địa phương, tách ra đi tìm. Mặc Họa thì đi theo Trương Lan. Trương Lan tu vi cao, hắn đi theo Trương Lan, cũng điểm an toàn. Mấy người tìm một vòng, cuối cùng tụ tập tại trong một chỗ núi rừng cách đó không xa, có một cái doanh địa. Mặc Họa nói, chung quanh có vết tích, kia tặc nhân hẳn là liền trốn ở cái kia trong doanh địa. Không phải là cái khác Liệp Yêu Sư sao? Tư Đồ Phương hỏi. Mặc Họa nói, cái này doanh địa sớm đã bị bỏ phế, Liệp Yêu Sư sẽ không ở bên trong ngủ lại. Trương Lan nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đem doanh địa vây quanh, đồng loạt động thủ. Mặc Họa, nơi này sẽ có một ít nguy hiểm, ngươi chạy xa một chút. Mặc Họa gật gật đầu, sau đó lập tức chạy xa xa. Chương 139, giao chiến. Trương Lan ba người bắt đầu đối vứt bỏ doanh địa bắt đầu vây giết. Chỉ chốc lát sau, một cái áo trắng tu sĩ liền từ doanh địa vọt ra. Trên người hắn mặc đạo bào kiểu dáng hoa lệ, nhìn xem liền không rẻ tiền, nhưng nửa tháng đào vong, đầy người bùn ô, quần áo tả tơi. Khuôn mặt cùng Mặc Họa chỗ nhìn trên bức họa tương tự, bất quá già nua rất nhiều. Hơn nữa còn có mục nát da chóc da, xem ra là bởi vì không có thải bổ, cho nên tà công phản phệ, dung nhan bắt đầu già yếu mục nát. Đích thật là cái kia tu luyện thải bổ công pháp tà tu. Trương Lan ba người sau khi xác nhận, một câu nói nhảm không có, trực tiếp bắt đầu động thủ, không hề nể mặt mũi, kia tà tu xì mắng một tiếng, cũng bắt đầu nghênh chiến, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Mặc Họa lẫn mất xa xa, vụng trộm nhìn xem bọn hắn đánh nhau. Trương Lan là linh tu, am hiểu thủy hệ pháp thuật, mà lại uy lực không tầm thường. Hắn ở phía xa vận khí thi triển pháp thuật, từng đạo thủy hình kiếm khí ngưng tụ, không ngừng công hướng cái kia tà tu. Tư Đồ Phương cùng Tư Đồ Tú đều là thể tu, tu đều là đao pháp. Tư Đồ Phương đao đơn bạc nhẹ nhàng, trên đao quấn lấy nhạt linh lực màu xanh lục, đao thế nhanh chóng dày đặc. Tư Đồ Tú thì đại khai đại hợp, lấy linh lực kích phát nhục thân, toàn thân kích phát màu vàng kim nhạt ánh sáng. Hai người cận thân chiến đấu, kéo lại cái kia tà tu. Cái kia tà tu, xem ra cũng là thể tu, huyết khí bằng bạc, dùng vũ khí là cái thiết phiến, phiến trên vẽ lấy nhẹ tia mỏng sợi mỹ nhân. Thiết phiến trong lúc huy động, lại phát ra màu hồng linh lực ba động. Trách không được là tà tu, ngay cả linh lực nhan sắc đều không đứng đắn. Mặc Họa trong lòng yên lặng nói, kia tà tu tu vi, hẳn là có luyện khí 9 tầng, không phải Trương Lan đối thủ của ba người, nhưng thắng ở thân pháp tốt, có thể tại Tư Đồ hai người công kích đến quần nhau, cũng có thể tận lực tránh né Trương Lan thủy hình kiếm khí. Nhưng thân pháp cho dù tốt, tại ba người vây công dưới, hắn cũng dần dần không chịu nổi. Mỗi bên trong một đạo kiếm khí, thương thế của hắn liền nặng một phần, mỗi bị Tư Đồ Phương chặt một đao, hắn máu liền nhiều lưu mấy đạo. Mà lại miệng vết thương nhạt linh lực màu xanh lục, còn tại ngăn cản vết thương của hắn khép lại, qua không được một hồi, cái kia tà tu liền bị Trương Lan một cái kiếm khí đánh trúng, ngã xuống đất, không động đậy. Mặc Họa không có hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến trông thấy Trương Lan dùng gông xiềng đem tà xây khóa lại. Hắn lúc này mới chạy đến. Tắt thở sao? Mặc Họa hỏi. Không, tên xúc sinh này, mệnh cứng ngắc lấy đâu? Mặc Họa dùng thần thức quét dưới, phát hiện cái này tà tu linh lực trong cơ thể quả nhiên còn tại lưu động. Tà tu mệnh đều cứng như vậy sao? Mặc Họa hỏi. Trương Lan nói, cũng không hoàn toàn là, nhưng phần lớn đều tương đối khó quấn. Tà đạo công pháp, mặc dù tệ nạn lớn, nhưng uy lực cũng lớn. Nếu không không có kia nhiều người rơi vào tà ma ngoại đạo. Mặc Họa nhẹ gật đầu. Tà tu đã bị bắt, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Tư Đồ Tú hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Lan đá tà tu một cước, đem xúc sinh này áp tải đi, đưa đến đạo đình ti, thẩm vấn hoàn tất, ấn luật định tội. An lão gia nơi đó, cũng có cái bàn giao. An lão gia? Mặc Họa nhìn Trương Lan một chút.
Trương Lan nói lỡ miệng, ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ mình không hề nói gì. Tư Đồ Phương cùng Tư Đồ Tú chặt mấy cây cây cối, làm cái bè, đem tả xây để lên, chuẩn bị kéo về đi. Mặc Họa nhìn chằm chằm kia tả tu nhìn rất lâu, bỗng nhiên lòng tốt nhắc nhở, muốn đem chân đánh gãy. À, Tư Đồ Phương ngây ngẩn cả người. Kinh mạch cũng muốn phế đi, khí hải cũng cho bể nát. Tư Đồ Phương nghẹn họng nhìn chân chối. Đứa nhỏ này, làm sao một mặt khả ái nói đáng sợ lời nói. Trương Lan nghĩ nghĩ, có chút đạo lý. Tư Đồ Phương có chút chần chờ, người đã trải qua bắt lấy, không năng lực phản kháng, chúng ta làm như thế, có phải hay không lờ ẩm dụng tư đi? Chúng ta chỉ là tạm thời chế trụ, không tính bắt lấy. Mặc Họa cải chính. Cái này có thể được sao? Tư Đồ Phương có chút do dự. Trương Lan cũng đã rút kiếm, liền muốn đem tà tu kinh mạch cắt. Mặc Họa trước đó không rõ, Trương Lan rõ ràng là cái linh tu, vì cái gì còn muốn phối cái kiếm khí? Hắn còn tưởng rằng thuần túy là vì khoe khoang. Hiện tại đã biết rõ, cho dù là linh tu, chỉ dùng pháp thuật, phối đem đao a kiếm a cái gì, cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chí ít đoạn người kinh mạch, liền thuận tiện rất nhiều. Nhưng Trương Lan kiếm còn không đâm xuống, tà tu liền đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay lắc một cái, xiềng xích lại chóc ra. Trương Lan ánh mắt ngưng tụ, kiếm phong gia tốc đâm xuống. Tà tu thân thể uốn éo, tránh thoát yếu hại, cái này kiếm chỉ cọ sát một tầng tí máu. Cẩn thận! Trương Lan quát. Tại tà tu mở mắt một nháy mắt, Mặc Họa đã sớm rời khỏi mấy trượng ở ngoài. Hắn trước đó thần thức liếc nhìn lúc, đã cảm thấy tà tu linh lực ba động có gì đó quái lạ. Nhưng không nghĩ tới cái này tà tu tâm cơ càng như thế sâu, mệnh cũng thật như vậy cứng rắn. Trước đó đều đã vết thương trồng chất, lúc này lại còn có sức phản kháng. Tà tu tránh thoát Trương Lan một kiếm, một trường thẳng đến Trương Lan mặt. Trương Lan sắc mặt ngưng tụ, lui lại tránh thoát. Điểm ấy khoảng cách không kịp dùng pháp thuật, chỉ có thể trở tay đâm ra một kiếm. Tà tu nhưng căn bản không tiếp chiêu, thân hình lay động một cái, xuất hiện tại nâng đao muốn đánh cho Tư Đồ Tú bên người. Tư Đồ Tú vốn là muốn thừa dịp tà tu không chú ý, nâng đao từ phía sau công kích, nhưng không nghĩ cái này tà tu sớm có phát giác, lấy thân pháp quỷ dị, vây quanh hắn bên cạnh thân. Hắn đánh lén không thành, bị đánh lén, bị tà tu một trường kích trúng xương sườn, miệng phun máu tươi, hướng một bên bay đi. Một trưởng này đau nhức nhập nội tâm, quỷ dị linh lực theo lực đạo, rót vào tạng phủ. Tư Đồ Tú lúc này mới biết, cái hình này tà tu, trước đó căn bản không đem hết toàn lực. Nhưng hắn biết đến hơi trễ, trong thời gian ngắn, hắn đã mất sức tái chiến. Tư Đồ Phương cũng rút đao, một đao bổ về phía tà tu, qua mấy chiêu về sau, bỗng nhiên phát giác toàn thân bùn rùn. Kinh mạch toàn thân bị màu hồng phấn tà dị linh lực ăn mòn, tự thân linh lực không cách nào vận chuyển. Cái này tà tu linh lực, có độc, trước đó giao chiến lúc không có phát hiện. Lúc này qua hồi lâu, độc tính mới dần dần phát tác. Tư Đồ Phương cưỡng ép vận khí, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt lộ ra phẫn hận nhìn chằm chằm tà tu. Tà tu liếm môi một cái, nhìn xem Tư Đồ Phương nói, không sai. Hắn đã một tháng không có thải bổ. Hắn cần phát tiết tà hỏa, cũng cần thải bổ linh lực. Tà tu ánh mắt tại Tư Đồ Phương trên thân băn khoăn, tâm linh đong đưa, có chút phân tâm thời khắc, một đạo nhạt kiếm khí màu xanh lam, trực tiếp quán xuyên bờ vai của hắn. Tà tu giận dữ, khóe miệng máu tươi cũng chảy ra, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa Trương Lan cũng chỉ ngưng kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Còn có một cái cọng rơm cứng. Tà tu thu liễm tâm tư, không giải quyết rơi Trương Lan, hắn vẫn là không thoát thân được, coi như chạy. Tại cái này hiểm ác đại hắc sơn bên trong, hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Thân thể thâm hụt, tà hỏa sinh sôi, hắn cần thải bổ. Chỉ cần giết Trương Lan. Tà tu đôi mắt tàn khốc lóe lên, thẳng đến Trương Lan mà đi. Trương Lan trong lòng run lên, thật nhanh thân pháp, cái này tà tu thân pháp so với trước càng nhanh, càng quỷ dị, quả nhiên trước đó lưu thủ sao. Tốt, ta sẽ ngươi. Trương Lan ánh mắt ngưng tụ, thi triển hoa rơi bước, lập tức bóng người từng tầng, phiên như hoa rơi. Tà tu lấy làm kinh hãi. Cái này đạo đỉnh ti tu sĩ, thân pháp lại không yếu tại hắn. Hắn nhưng là hái hoa tặc, dựa vào thân pháp ăn cơm. Tà tu đâm lao phải theo lao, nhưng lại không thể không liều một phen. Cùng Trương Lan quần nhau tầm 10 hiệp, vẫn là không làm bị thương Trương Lan một chút. Mà Trương Lan đã mò thấy hắn hư thực, tiến thối ở giữa, còn có rảnh rỗi ngưng kết kiếm khí, uy hiếp tà tu. Ngay tại Trương Lan muốn bắt lấy tà tu sơ hở, lấy kiếm tức giận kết hắn thời điểm, cái kia tà tu lại đột nhiên không thấy. Trương Lan buông ra thần thức, vẫn không có cảm giác. Đột nhiên hắn báo động tỏa ra, nhìn về phía xa xa Mặc Họa, lớn tiếng quát lên, cẩn thận. Cùng lúc đó, Mặc Họa sau lưng âm ảnh lóe lên, tà tu xuất hiện. Thanh âm khàn khàn mà ngoan lệ, tiểu quỷ, ngươi muốn đoạn chân của ta. Chương 140, chân gãy tà tu tái nhợt tay phải hướng Mặc Họa phần gáy ách đi. Nguyên bản hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong.
Hắn trước trá bại, tĩnh dưỡng linh lực, đợi đạo đình ti chó săn lơ là sơ suất thời điểm, đột nhiên bạo lên đánh lén, giết hai người nam, giữ lại cái kia nữ thải bổ. Đem kia nữ thải bổ đến chết, hắn liền có thể khôi phục huyết khí cùng linh lực, dung mạo của hắn cũng có thể phục hồi như cũ. Đến lúc đó bằng vào cái này nhìn qua tuổi trẻ anh tuấn túi ra, lừa gạt cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, một bên chậm rãi thải bổ, một bên tạm thời cư trú, tránh đầu gió. Đợi trận này danh tiếng quá khứ, hắn vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Nếu như không phải tiểu quỷ này, nói cái gì muốn đoạn chân của hắn, phế kinh mạch của hắn, còn muốn nát hắn khí hải, kế hoạch của hắn, nói không chừng đã đạt được. Kia đạo đình ti tu sĩ muốn động thủ phế kinh mạch của hắn, hắn khẳng định không thể thúc thủ chịu trói, nếu không cho dù hắn thủ đoạn thông thiên, đoạn mất kinh mạch, không có linh lực, cũng không bay ra khỏi sóng đến. Hắn chỉ có thể xách chức động thủ. Cầm đao kia hai cái tu sĩ dễ đối phó, nhưng cầm kiếm cái kia, cũng có chút khó giải quyết. Hắn trước kia cũng chỉ là coi là sẽ có một ít khó giải quyết, nhưng lại không nghĩ rằng có thể khó giải quyết đến nước này. Hắn dựa vào thân pháp, không chiếm được ưu thế. Cầm kiếm nam tử chưa từng thụ thương, cũng chưa từng đổ máu, hắn tà dị linh lực, cũng uy hiếp không được hắn. Lại thêm chính hắn vốn là vết thương chồng chất, đã là nghèo nỏ, chi mạt, lại mang xuống, liền sẽ bị kéo chết rồi. Coi như chạy trốn, tại cái này đại hắc sơn bên trong, thiếu ăn thiếu mặc, lại không có nữ tu thải bổ, hắn sớm tối cũng là chết, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước bắt tên tiểu quỷ này, để mà uy hiếp nam tử kia, mưu cầu một chút hy vọng sống. Tả tu tay, ách hướng mặc họa phần gáy. Tại mắt của hắn bên trong, tên tiểu quỷ này, tuyệt đối tránh cũng không thể tránh. Đừng nói là cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, liền là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, cũng căn bản trốn không thoát. Nhưng là, hắn vồ hụt. Mặc họa tựa hồ sớm có phát giác, đầu co rụt lại, ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ thừa cơ lăn về một bên, liền đến mấy trượng ở ngoài. Chỉ để lại tà tu, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mặc họa tránh khỏi, Trương Lan cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc họa nếu như bị bắt lấy, hắn liền thật không có biện pháp, cục diện cũng sẽ biến thành tử cục. Hoặc là chết mấy cái, hoặc là mọi người cùng chết. Cũng may mặc họa cơ linh, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể phát giác được nguy hiểm, còn có thể linh hoạt tránh thoát đi. Trương Lan trong lòng ẩn ẩn nghĩ mà sợ, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thôi động kiếm khí, hướng tà tu công tới. Hắn cần mau chóng đem tên xúc sinh này làm thịt, để tránh sinh thêm sự cố. Tà tu lấy lại tinh thần, nhìn về phía xa xa mặc họa, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tử thối, vận khí không tệ. Hắn cũng không cho rằng mặc họa có thể tránh thoát cái kia một chiêu, hắn có thể né tránh, chỉ là hắn vận khí tốt thôi. Mặc họa ở phía xa đứng vững, thở dài, xem ra là muốn phế kinh mạch của ngươi, nát ngươi khí hải, lại đem chân đánh gãy, không phải ngươi sẽ còn làm chuyện xấu. Mặc họa nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ba cái chân đều đánh gãy. Trương Lan thần sắc động lại, lập tức vội vàng nói, đừng chọc giận hắn. Hắn quay đầu xem xét, quả nhiên gặp kia tà tu hai mắt xích hồng. Tà tu hai mắt đỏ bừng, trong lòng giận dữ, đời này, hắn còn không có bị một cái thối tiểu quỷ như thế nhục nhã qua. Thân ảnh lóe lên, tà tu ánh mắt oán độc, thẳng đến mặc họa mà đi. Trương Lan trong lòng chợt lạnh, nguy rồi, đây chính là luyện khí 9 tầng tà tu, mặc họa ứng phó không được. Hắn nguyên bản còn may mắn, mặc họa tránh thoát một kiếp, chỉ cần chạy xa một chút liền an toàn. Sau đó hắn lấy pháp thuật bức lui tà tu, bọn hắn lại bàn bạc kỹ hơn. Không nghĩ tới mặc họa lại mở miệng khiêu khích. Kia tà tu vốn là muốn bắt hắn tới tiến hành uy hiếp, lúc này thụ mặc họa ngôn ngữ nhục nhã, lửa giận công tâm, càng là không thể nào từ bỏ ý đồ. Trương Lan nóng vội, chỉ có thể vội vàng thúc đẩy kiếm khí, hy vọng tà tu biết khó mà lui. Chỉ là hắn cách mặc họa xa, tà tu cách mặc họa gần. Hắn ngưng pháp thuật cũng cần thời gian, cho nên kiếm khí bay ra về sau, rất khó bắn trúng tà tu, chỉ có thể kéo dài tà tu tốc độ. Kia tà tu thân hình quỷ dị, né tránh mấy đạo kiếm khí về sau. Tiếp cận mặc họa, lấy tay hạ bắt, sau đó, hắn lại vồ hụt. Mặc họa từ hắn chỉ trước, chậm rãi hướng về sau bay lùi mà đi, tránh thoát hắn hạ bắt. Tà tu không tin tà, khom bước quay người, trong tay trái tán, lại hướng mặc họa chụp tới. Nhưng mà mặc họa nhẹ nhàng sau lật, đã chưa mượn lực, lại chưa dùng lực, phẳng phất một mảnh thụ gió bày phật mà khoan thai bay múa lá rụng, lại từ hắn giữa ngón tay bay đi. Tà tu tiếp tục chụp vào mặc họa, nhưng mỗi lần ra tay, mỗi lần đều kém một tia, mặc họa luôn luôn có thể từ hắn trong tay đào thoát. Thân pháp vô hình, giống như nước chảy, thuận thế mà biến, nhìn không thấu. Nhìn như gần tại trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời. Tà tu kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn nhưng là hái hoa tặc a, là dựa vào thân pháp ăn cơm hái hoa tặc a, không sánh bằng cái kia đạo đỉnh ti chó săn thì cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả cái rắm lớn một chút đứa trẻ, đều có thể cùng hắn chơi đùa rồi. Mấu chốt là,
hắn còn chơi không lại cái này tiểu thí hài. Mỗi lần hợp hắn coi là có thể bắt được, nhưng tổng liền là bắt không được. Tả Tu thế công càng gấp, Mặc Họa thân pháp ngược lại càng thong dong. Đột nhiên, Mặc Họa kéo dài khoảng cách, cũng chỉ ngưng khí. Tả Tu sững sờ, đây là đang làm cái gì, còn muốn dùng pháp thuật. Muốn chết. Cách gần như thế, chờ hắn pháp thuật thả ra, mình sớm đã cắt đứt cổ của hắn. Tả Tu cười nhạo một tiếng, thả người hướng trước. Thế nhưng là không chờ hắn đến Mặc Họa trước mặt, một cái hỏa cầu đã ngưng kết mà ra, bay về phía mặt của hắn, dán tại trên mặt của hắn. Tả Tu khó mà tin tưởng, trong lòng sợ hãi. Làm sao lại nhanh như vậy? Hỏa cầu thuật uy lực không cao lắm, nhưng đánh vào trên mặt vẫn là bộ mặt chấn đau nhức, hoa mắt chóng mặt. Tả Tu không khỏi thân hình trì trệ. Cùng lúc đó, Trương Lan dòm đúng thời cơ, một phát thủy hình kiếm khí trực tiếp bắn trúng Tả Tu tâm mạch. Tả Tu ánh mắt tan rã, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Giữa núi rừng cũng an tĩnh một chút. Tả Tu ngã trên mặt đất, đánh bại Tả Tu Trương Lan vẫn còn sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời nỗi lòng chập trùng. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Một cái luyện khí 9 tầng Tả Tu công kích, bị Mặc Họa toàn né. Luyện khí 9 tầng. Toàn né, mà lại đó là cái gì thân pháp, đi vô thường thế, động vô định hình, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, đơn giản rõ ràng, lại khó bề phân biệt, ai bảo hắn cái này thân pháp. Trương Lan đứng thẳng nửa ngày, hồi ức dần dần lật qua lật lại, lúc này mới nhớ tới a đúng, tựa như là thệ thủy bộ. Cái này, tựa hồ là ta dạy. Mặc Họa nhìn xem trên đất Tả Tu, thần thức quét qua, nhân tiện nói, Trương thúc thúc ngươi mau tới, hắn còn không tắt thở đâu. Trương Lan lấy lại tinh thần, thần sắc siết chặt, lập tức đến Tả Tu bên người. Hắn dò xét hạ thương thế, nói, còn chưa có chết, nhưng linh lực hao hết, huyết khí sói mòn, không bay ra khỏi cái gì lãng. Vừa mới kiếm khí của hắn đâm xuyên Tả Tu tâm mạch, nhưng hơi lệch một chút, cho nên Tả Tu cũng chưa chết. Trương Lan nói xong, kia Tả Tu thậm chí còn rên vài tiếng, mở hai mắt ra, tràn đầy phẫn hận. Mệnh thật cứng rắn a, Mặc Họa cảm khái nói. Trương Lan cho Tư Đồ Phương cùng Tư Đồ Tú hai người đút một ít đan dược, hai người ngồi xuống điều tức một đoạn thời gian, lúc này mới chậm tới, về sau liền muốn đem Tà Xây kéo về đạo đình ti. Chờ một chút, Mặc Họa nói. Mấy người quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Mặc Họa. Mặc Họa đi đến Trương Lan bên người, phí sức rút ra Trương Lan bên hông kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm, đi đến Tà Tu trước mặt, nói, không sai, là ta muốn đoạn chân của ngươi. Sau đó một kiếm, đoạn mất Tả Tu chân. Chương 141, hỏi thăm tại Tả Tu thống khổ âm thanh bên trong, Trương Lan ba người nhìn về phía Mặc Họa ánh mắt thì càng phức tạp. Mặc Họa đem Trương Lan kiếm để dưới đất xoa xoa, nhưng vết em áo vẫn còn, không có bị lau đi. Trương Lan thở dài, bất đắc dĩ đem kiếm tiếp nhận, trực tiếp trả về vỏ kiếm bên trong. Được rồi, lần này xong việc, có thể đi về. Sau đó vẫn là Mặc Họa dẫn đường, Trương Lan ba người thì thay phiên kéo lấy cái kia Tả Tu. Dọc theo dưới sơn đạo núi. Về phần Tả Tu có thể hay không bị điên chết, bọn hắn cũng lười quản. Điên không chết tính là mệnh lớn, điên chết cũng là đáng đời. Trên đường Tư Đồ Phương nhịn không được khen, Mặc Họa, thân ngươi pháp thật là lợi hại. Nàng vừa rồi tại một bên nhìn xem, cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chào đón đến Mặc Họa mỗi lần đều có thể từ Tả Tu thủ hạ tránh rơi, trong lòng thở dài một hơi, lại không khỏi cảm thấy tán thưởng. Mặc Họa trong lòng đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, nơi nào, giống như bình thường đi. Ai bảo ngươi a? Tư Đồ Phương hỏi. Trương Lan ho khan vài tiếng. Mặc Họa nhìn hắn một cái, đâu ra đấy nói, một cái đi ngang qua, không biết tên, hảo tâm thúc thúc dạy ta. Tư Đồ Phương nghi ngờ nói, còn có loại người này. Nàng suy nghĩ một chút, lại vụng trộm đối Trương Lan nói, ta nhìn, làm sao giống như vậy các ngươi Trương gia thệ thủy bộ đâu. Trương Lan trực tiếp bị sặc, lại ho khan vài tiếng. Nửa ngày mới chậm tới, vội la lên, ngươi không muốn ô người trong sạch, cái gì thệ thủy bộ, nơi nào giống rồi. Tư Đồ Phương nhẹ gật đầu, giống như hoàn toàn chính xác có chút không giống, các ngươi Trương gia thệ thủy bộ, cũng không sao cả lợi hại. Trương Lan lại không phục, chúng ta Trương gia thệ thủy bộ, làm sao không lợi hại như vậy. Là cái này, Tư Đồ Phương nhìn xem hắn. Trương Lan ngữ khí một yếu, nói, đúng, so với chúng ta Trương gia thệ thủy bộ lợi hại một chút như vậy. Trương Lan trong lòng cũng mơ hồ. Trương gia có hai bộ thân pháp, Lạc Hoa Thệ Thủy, một bộ Lạc Hoa Bộ, một bộ Thệ Thủy Bộ. Hắn chủ tu Lạc Hoa Bộ, nhưng Thệ Thủy Bộ hắn cũng sẽ, cũng đã gặp Trương gia cái khác chuyên tu Thệ Thủy Bộ tu sĩ dùng qua, nhưng đều không Mặc Họa dùng đến như thế. Như thế thành thạo điêu luyện, như thế khó bề phân biệt, còn có một điểm xảo trá quỷ dị, ta lúc ấy là thế nào dạy hắn tới. Trương Lan nhíu mày, có chút không nhớ nổi, trong lòng lại thầm nói, ta dạy hắn là Thệ Thủy Bộ sao, đúng không, hẳn là không sai đi. Trương Lan ở một bên suy nghĩ lộn xộn,
Mặc Họa thì nghe được một tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi mũi đa tạ. Hắn quay đầu, liền gặp được Tư Đồ Tú ánh mắt lấp lóe, nhưng lại một mặt quật cường. Rõ ràng nghĩ là nói lời cảm tạ, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ, cho nên thanh âm cùng mũi kêu không sai biệt lắm. Lúc lên núi hắn tự tin mà phách lối, nhận qua mấy lần tổn thương, chảy qua mấy lần máu, lúc này nhìn xem liền trầm ổn rất nhiều. Mặc Họa nhẹ gật đầu, có chút vui mừng. Quả nhiên kinh lịch ngăn trở thiếu niên, liền sẽ trưởng thành. Hắn lại quên, hắn hiện tại tuổi tác càng nhỏ hơn, ngay cả người thiếu niên cũng không bằng. Mấy người dọc theo đường núi đi tới, Trương Lan trong lòng còn tại dầu dĩ thệ thủy bộ sự tình. Hắn đem trong đầu óc, Mặc Họa vừa mới cùng Tà Tu Chu toàn hình tượng, suy nghĩ một lần lại một lần. Tỉ mỉ so sánh Mặc Họa thệ thủy bộ, cùng hắn ấn tượng bên trong thệ thủy bộ khác biệt. Cơ sở bộ pháp là giống nhau, nhưng một nhóm khẽ động biến hóa, càng thêm cẩn thận nhập vi, mà lại có chút động tác càng thêm ngắn gọn, đã giảm bớt đi không cần thiết động tác, xem bộ dáng là lại cùng người khác học cái gì. Vì cái gì đây, rõ ràng là không sai biệt lắm động tác, nhưng cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt. Trương Lan nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được, là thần thức sao, bởi vì thần thức đủ mạnh, cho nên khống chế linh lực nhập vi, thân pháp cũng càng phiêu hốt cẩn thận, biến hóa đa đoan. Trương gia tu sĩ không sở trường trận pháp, thần thức không mạnh, cho nên không có học được môn này thân pháp tinh túy, cho nên sẽ cảm thấy môn này thân pháp, có chút bình thường. Xong, Trương Lan trong lòng mát lạnh, hắn đem thân pháp giao cho Mặc Họa thời điểm, vốn cho rằng Mặc Họa chỉ là đơn giản học một ít, sẽ không học tốt bao nhiêu. Dạng này coi như dùng, người khác nhìn một chút, cũng liền quên. Một cái tiên thiên người yếu hài tử, thân pháp có thể học tốt bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới, hiện tại Mặc Họa không chỉ có học tốt được, còn tốt đến có chút không hợp thói thường, thậm chí so Trương gia đệ tử dùng đến còn tốt. Tương lai vạn nhất Mặc Họa xông ra một ít thành tựu, người khác thấy một lần, liền sẽ nói, đây chính là Trương gia thệ thủy bộ, dùng đến so Trương gia còn tốt. Kia Trương gia mặt mũi hướng cái nào thả, Trương Lan vô ý bên trong, cho gia tộc Hắc lịch sử cũng thêm vào một bút. Trương Lan tê cả da đầu. Hắn bị trách phạt coi như xong, nhưng để gia tộc hổ thẹn, vậy coi như không phải quỳ từ đường, giam lại đơn giản như vậy. Trương Lan thừa dịp Tư Đồ hai người không chú ý, lặng lẽ kéo kéo Mặc Họa ống tay áo, thần sắc ngưng trọng nói, ngàn vạn. Ngàn vạn, ngàn vạn, đừng nói là ta dạy. Mặc Họa cũng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi, sẽ không đem ngươi khai ra đi. Trương Lan nhẹ gật đầu, tỉnh táo lại phát giác không đúng. Cái gì gọi là khai ra đi, nói đến hắn cùng phạm tội đồng bọn đồng dạng. Đám người đi đến nửa đường, dừng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, nghỉ ngơi một hồi. Mặc Họa lấy ra thịt bò, phân cho mọi người ăn. Tả Tu liền không cho, hắn còn chưa xứng ăn mẹ hắn làm đồ vật. Trương Lan ăn thịt bò, hương cay trong ngon miệng, trong lòng không khỏi cảm khái, Mặc Họa trong nhà cái này thịt bò là thật tốt, mềm nát lại có nhai đầu, đun như hỏa hầu khống chế được thật sự là lô hỏa thuần thanh. Sau đó Trương Lan sững sờ, đột nhiên nhớ tới, Mặc Họa vừa rồi còn giống như dùng cái hỏa cầu thuật, uy lực giống như bình thường, nhưng cái kia tốc độ xuất thủ, giống như có chút nhanh, chỉ ít so pháp thuật của hắn, phải nhanh không ít. Trương Lan ý vị thâm trường mắt nhìn Mặc Họa, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Mặc Họa linh lực không mạnh, pháp thuật tất nhiên sẽ không tinh thông đi nơi nào, nhưng hiện tại xem ra, liền không nói được rồi. Thệ thủy bộ tăng thêm loại này vừa nhanh vừa chuẩn hòa cầu thuật, Trương Lan ngẫm lại đều cảm thấy khó giải quyết. Sau khi ăn xong, mấy người tiếp tục đi đường. Trạng vạng tối trước đó, đến Đại Hắc Sơn chân núi. Mặc Họa nhớ tới một sự kiện, hắn đi đến Tà Tu trước mặt, gặp hắn tỉnh dậy, liền hỏi, mấy ngày trước, ngươi có hay không trong núi, truy sát một cái liệt yêu sư? Tà Tu hừ lạnh, cũng không trả lời. Cha hỏi ngươi đâu? Tà Tu khinh miệt nhìn Mặc Họa một chút. Mặc Họa tiểu tính tình liền lên tới, quay người lại muốn đi nhổ Trương Lan bên hông kiếm. Trương Lan giật nảy mình, vội vàng ngăn đón hắn, ngươi làm cái gì? Mặc Họa nói, miệng hắn cứng rắn, ta lại đoạn hắn một cái chân. Tư Đồ Phương nhỏ giọng khuyên nhủ, không sai biệt lắm đi, ngươi đã đoạn mất hắn một đầu. Mặc Họa nói, mới đoạn một đầu, còn có hai đầu đâu. Tư Đồ Phương khổ sở nói, ngươi cũng đoạn mất, mạng hắn đoán chừng cũng liền không có. Mặc Họa tiếc nuối nói, vậy thì chỉ trách mạng hắn không xong. Tà Tu nghe xong, lập tức nói, ngươi hỏi cái gì, ta nói. Mặc Họa sững sờ. Cái này Tà Tu làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Tà Tu thì mí mắt trực nhảy. Hắn không ép ở chết. Hắn có thể bị cửu nhân giết chết, bị thải bổ mà chết, có thể bị đạo đình ti định tội, thụ cực hình mà chết. Vô luận bị tu sĩ lấy thủ đoạn gì giết, hắn kỳ thật cũng không đáng kể. Nhưng là, hắn tuyệt không thể chết tại một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài trong tay. Bị một cái chỉ là luyện khí tầng 5 cảnh giới tiểu quỷ làm thịt, hắn chịu không được phần này khuất nhục. Vậy ngươi nói đi. Mặc Họa nói. Không phải ta truy sát. Sau đó thì sao? Không sau đó.
Mặc Họa chậm rãi nói, ngươi nói không phải ngươi truy ép át, đó chính là nói, người truy ép át không phải ngươi, ngươi thấy có người đang đuổi giết hắn. Tả Tu ngậm miệng không nói. Mặc Họa lại muốn đi rút kiếm, Tả Tu không thể làm gì khác hơn nói, là có mấy cái tu sĩ đang đuổi giết hắn. Mặc tướng mạo đâu? Tướng mạo thấy không rõ, nhưng mặc đạo bào màu trắng bạc. Mặc Họa ánh mắt ngưng tụ, màu trắng bạc. Chương 142, mời khách mấy người sau khi tách ra, Mặc Họa trở về nhà, ngày thứ hai liền tìm tới Du trưởng lão, đem cái này sự tình nói. Du trưởng lão nghe xong đạo bào màu trắng bạc, người đều tức nổ tung. Nhất định là tiền ra những cái kia chó tạp chủng. Du trưởng lão hai tay chống nạnh, đứng tại trong phòng, lại đem tiền ra từ già đến trẻ, từ trên xuống dưới dòng dã lại mắng một trận, ngôn ngữ thô bỉ, còn không mang theo giống nhau, để Mặc Họa nhìn mà than thở. Du trưởng lão mắng thống khoái, lúc này mới phát hiện Mặc Họa ở một bên, trừng lớn đen lúng liếng con mắt nhìn xem hắn. Du trưởng lão có chút xấu hổ, trong lòng yên lặng nói, nhất thời tức giận, liền quên Mặc Họa đứa nhỏ này còn ở lại chỗ này, lần sau phải chú ý điểm, không thể đem đứa bé ngoan cho làm hư. Du trưởng lão ho khan một tiếng, nói, lời nói mới rồi, ngươi làm không nghe thấy, nha. Mặc Họa nhẹ gật đầu, trong lòng lại đem Du trưởng lão lời mắng người đều yên lặng ghi lại, lưu làm tham khảo. Mắng chửi người không tốt lắm, nhưng vạn nhất muốn mắng, cũng không thể thua. Trưởng lão, tiền gia có phải hay không làm rất nhiều chuyện xấu? Mặc Họa lại hỏi. Du trưởng lão vừa định nói, nhưng vẫn là ngừng lại, nói, đây là đại nhân sự việc, không cần ngươi quan tâm. Quay đầu hắn lại vụng trộm thầm nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, tiền gia lão tổ là cái vương bát đản, phía dưới cũng tìm không ra mấy cái thứ tốt, thật là rãnh nước bẩn bên trong chuột chui một tổ. Nói, Du trưởng lão trong bất chi bất giác lại mắng lên. Mặc Họa giờ khóc giờ cười. Tiền gia người hoàn toàn chính xác đều mặc đạo bào màu trắng bạc, nhưng cũng không có nghĩa là xuyên đạo bào màu trắng bạc liền nhất định là tiền gia tu sĩ. Cái này sự tình vẫn là từ Du trưởng lão đi thăm dò, Mặc Họa liền không hỏi tới. Hai ngày sau, Trương Lan xử lý xong Tả Tu sự tình, tự móc tiền túi mời khách, để Mặc Họa đến Bắc Đại đường phố Linh Thiện lâu ăn cơm. Tư Đồ Phương cũng tại, Linh Thiện lâu là An gia mở, Mặc Họa cùng An gia tiểu thiếu gia An Tiểu Bàn có chút giao tình, giúp hắn họa qua trận pháp làm việc. Trước đó hắn cũng đã tới, thỉnh giáo ông chủ lò lô chế pháp, nhưng còn không có ở nơi này ăn xong. Rốt cuộc Linh Thiện lâu làm đồ ăn đều mang linh khí, là rất đắt. Bất quá Trương Lan không thiếu linh thạch, Mặc Họa cũng không khách khí với hắn. Lần này có thể bắt được cái kia Tả Tu, vất vả ngươi, ngươi ăn nhiều một chút. Trương Lan chỉ vào đầy bàn đồ ăn nói. Tư Đồ Phương ở một bên liên tiếp gật đầu, ăn nhiều một chút, không đủ có thể lại điểm. Mặc Họa quay hàm nhét phình lên, hỏi, cái kia gọi Tư Đồ Tú đại ca ca đâu? Hắn trở về phục mệnh, nha. Mặc Họa lên tiếng, hắn kỳ thật cũng không quan tâm, liền tùy tiện hỏi một chút. Mặc Họa ăn như hổ đói ăn, Trương Lan ở một bên nhàn nhã uống rượu, không sao cả động đũa. Những này linh thiện hắn từ nhỏ chán ăn, linh khí dù dư giả, nhưng hương vị thường thường không có gì lạ, hắn không yêu lắm ăn, trong lòng cảm thấy vẫn là Mặc Họa nhà châu rừng yêu thịt, vừa thơm vừa cay, ăn càng có tư vị. Tư Đồ Phương thì là cảm thấy Mặc Họa phồng lên tiểu quay hàm ăn cái gì, đặc biệt thanh tú đáng yêu, cho nên cũng chỉ là nâng quay hàm, nhìn xem Mặc Họa đang ăn. Cả bàn không biết cái gì linh thú phẩm loại gà vịt thịt cá, cũng chỉ có Mặc Họa đang ăn. Mặc Họa kỳ thật cũng cảm thấy không có mẹ hắn làm ăn ngon. Nhưng những này đồ ăn thực sự quá đắt, không ăn lời nói, thực sự có chút lãng phí. Nhưng chờ Mặc Họa đem bụng lấp đầy, trên bàn vẫn là có rất nhiều đồ ăn. Trương Lan nói, đợi chút nữa ta để ông chủ đóng gói, đều mang về cho ngươi. Sau đó hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Mặc Họa, trong này có 100 linh thạch, là cho ngươi. Mặc Họa vui vẻ, vừa định đưa tay đi lấy, bỗng nhiên nhíu mày, nhỏ giọng nói, có ăn, còn có cầm, ngươi không phải là có chuyện tìm ta, tại hối lộ ta đi, nghĩ gì thế? Trương Lan bất đắc dĩ, thở dài, mời ngươi ăn cơm, đích thật là bởi vì ngươi giúp đại ân, cái này linh thạch, xem như đạo đình ti bên kia treo thưởng. Dạng này a, kia Mặc Họa liền yên tâm thoải mái nhận. Trương Lan lại nói, ta cùng trưởng ti đề, nguyên bản đạo đình ti bên kia, sẽ còn cho ngươi cái khác ra thưởng, nhưng những này ra thưởng phần lớn là hư danh, có hoa không quả, còn dễ dàng gây phiền toái. Mặc Họa có chút hiếu kỳ, sẽ chọc cho phiền toái gì? Những này Tả Tu, chưa chắc là lẻ loi một mình. Có đồng bọn, có đồng môn, còn có thậm chí có tông môn. Đạo đình ti một khi ra thưởng ngươi, bọn hắn nói không chừng sẽ tìm ngươi trả thù. Trương Lan bưng chén lên uống một ngụm rượu, cho nên, bên ngoài công tích tính tại đạo đình ti bên này, ta để bọn hắn cho thêm ngươi một ít linh thạch. Rốt cuộc đối với ngươi mà nói, vẫn là linh thạch càng thực sự một chút. Mặc Họa gật đầu đồng ý, đúng, tiếng trầm giàu to, mới là tốt nhất. Trương Lan nghĩ một lát, lại nói, còn có chuyện gì, An gia lão gia tử muốn gặp một chút ngươi.
An Gia lão gia tử. Mặc Họa nhướng mày, sau đó linh quang lóe lên liền minh bạch, nhỏ giọng đối Trương Lan nói, cái kia tà tu, thải bổ chính là An Gia cô nương sao? Trương Lan hút miệng khí lạnh, làm sao ngươi biết? Ngày đó ngươi không phải nói lỡ miệng sao, khó mà nói đối An Gia bàn giao. Trương Lan ngắt lời nói, ta không nói. Mặc Họa ý vị thâm trường nhìn hắn, Trương Lan bị nhìn thấy đau đầu. Loại sự tình này là không thể tiết lộ ra ngoài. Tư Đồ Phương gặp hai người nhỏ giọng nói chuyện, cau mày nói, các ngươi nói nhỏ, nói cái gì đó. Trương Lan lập tức nói, không nói gì. Sau đó đối Mặc Họa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, len lén nói, lần sau lại mời ngươi một bữa. Mặc Họa liền cũng nói, Trương Thúc Thúc không hề nói gì. Tư Đồ Phương mắt nhìn Mặc Họa, lại hồ nghi mà liếc nhìn Trương Lan. Trương Lan bị nhìn thấy không được tự nhiên, liền đứng dậy, thu xếp lấy cho Mặc Họa đóng gói. Về sau hai người mang theo Mặc Họa đi vào An Gia. An Gia chủ làm linh thiện mua bán, có ý tư sắc hương vị đẹp, xem như ở nhà. An Gia cũng không có tiền nhà như vậy ngang ngược, trong tộc đình quán lầu cát, cũng lấy hoa mỹ thoải mái dễ chịu làm chủ, nhẹ xa xỉ nội liễm, không như vậy trưng dương. Trên đường đi Mặc Họa nhìn đến nhìn đi. Hắn đối An Gia thực trang trí không có hứng thú, chỉ đối An Gia bố trí trận pháp cảm thấy hứng thú. Từ khi vừa vào cửa, hắn liền nhìn chằm chằm môn tường trên mặt đất các nơi trận pháp nghiên cứu. Có trận pháp tương đối rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra, có chút mịt mờ, hoặc là phức tạp điểm. Hắn liền muốn căn cứ trận văn hoặc là linh lực đặc thù đến suy đoán. Mặc Họa thấy say sưa ngon lành, tùy hành An Gia hộ vệ lại nội tâm khẩn trương. Bọn hắn cảm thấy Mặc Họa không giống như là tới làm khách, giống như là đến điều nghiên địa hình. Ban ngày dẫm tốt đi một chút, ban đêm liền đến trộm nhà. Mấu chốt là Mặc Họa tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ánh mắt trong suốt sau khi, còn có chút thâm thúy, phảng phất một chút liền có thể xuyên thấu qua vách tường gỗ đá, xem thấu ở bên trong trận pháp. Thậm chí trong miệng hắn còn nhẹ khẽ đọc lẩm bẩm cái gì cố thổ trận, kim thạch trận, viêm hỏa trận. Đem bọn hắn An Gia vách tường, mặt đất, nóc nhà dùng trận pháp gì, toàn nói ra. Đây đều là khách nhân nào a? An Gia hộ vệ trong lòng phát khổ. Nhưng người tới là khách, bọn hắn lại không thể nói cái gì. Cũng may bất quá một hồi, Mặc Họa liền đến phòng khách. Mấy cái hộ vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đối phòng khách bên trong một vị lão giả hành lễ, liền cung kính lui xuống. Tinh xảo trang nhã phòng khách bên trong, ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Mặc Họa vụng trộm dò xét quá khứ, gặp hắn râu tóc trắng bệch, hồng quang đầy mặt, khuôn mặt có chút uy nghiêm, nhưng thần sắc lại rất hòa khí. Đoán được đây chính là An lão gia tử, cũng là An gia thực tế người cầm quyền. Chương 143, An lão gia tử. An gia là thông tiên thành lớn thứ hai gia tộc, tộc trưởng là An Vĩnh Lộc, cũng là An tiểu bàn cha hắn, nhưng trong tộc sự vụ lớn nhỏ, vẫn là từ trúc cơ kỳ An lão gia tử định đoạt. Mấy người gặp An lão gia tử, nhao nhao hành lễ. An lão gia tử cũng đi theo hàn huyên vài câu. An lão gia tử cũng không bởi vì Mặc Họa tuổi còn nhỏ mà nhẹ lười biếng hắn, ngược lại tương đương khách khí. Khách khí đến làm cho Mặc Họa cảm thấy không thích hợp. Chưa từng gặp mặt, vì cái gì đối với mình tốt như vậy đâu, Mặc Họa trong lòng âm thầm sinh nghi. Hàn huyên một hồi, Mặc Họa mới biết sự tình ngọn nguồn. Kia tà tu thải bổ, đích thật là An gia một cái con thứ nữ tử. Nữ tử này gặp kia tà tu tướng mạo anh tuấn, động xuân tâm, lại bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, tư định cả đời. Về sau phát giác không đúng lúc, thì đã trễ, nàng đã bị làm lô đỉnh, thải bổ đến hình tiêu mảnh rẻ, cả ngày vẻ mặt hốt hoảng. Khổ hận chồng chất phía dưới, nữ tử khăng khăng tìm chết, về sau tuy được cứu dưới, nhưng cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, đang kinh hoàng bên trong, đau khổ sống qua ngày. An lão gia tử biết được sau giận dữ, bí mật để An gia đệ tử khắp nơi đi thăm dò, nhưng đều không tin tức, kia tà tu thủ đoạn lão đạo. Am hiểu thân pháp, đã khó khăn điều tra, càng khó đuổi. An lão gia tử lại nhờ quan hệ, xin nhờ có chút giao tình Tư Đồ gia, cùng đạo đình ti điển ti Trương Lan hỗ trợ truy tra. Về sau tại Đại Hắc Sơn bên trên, Trương Lan có Mặc Họa dẫn đường, mới đưa kia tà tu bắt được. An lão gia tử đối Mặc Họa rất là cảm kích. Nhưng Mặc Họa vẫn cảm thấy không đúng, An lão gia tử cảm kích có chút quá mức. Chí ít hắn hẳn là càng cảm tạ Trương Lan cùng Tư Đồ Phương mới là... Rốt cuộc người là bọn hắn bắt, Mặc Họa chỉ là giúp một chút mà thôi. Quả nhiên, An lão gia tử hàm xúc một trận, liền bắt đầu hỏi thăm lên Mặc Họa việc tư. Tỷ như cha mẹ làm cái gì, hắn tương lai muốn làm cái gì, có phải hay không học được trận pháp loại hình. An lão gia tử vẫn là không thể đắc tội. Mặc Họa khách khí, nghiêm túc lấy một ít dầu dìa đáp, An lão gia tử tiếp tục hỏi. Mặc Họa liền một mặt khờ dại từ đông kéo tới tây, lại từ tây kéo tới đông, lặp đi lặp lại nói một vòng. Thần sắc chững chạc đàng hoàng, nói lại tất cả đều là nước lời nói, muốn nhiều qua loa có nhiều qua loa. Thực sự tròn không tới, liền cười hắc hắc, nói mình không nhớ rõ. Dù sao hắn vẫn còn con nít, nói như vậy cũng không có tâm bệnh. An lão gia tử bằng sao chắc kích một trận,
sửng sốt một câu hữu dụng không hỏi ra đến, không khỏi ở trong lòng thở dài. An gia hậu bối đệ tử nếu có thể có dạng này tâm nhãn, hắn cũng có thể tỉnh rất lo xa. Một lát sau, An lão gia tử còn đem An gia một chút đệ tử cũng gọi tới. Có nam có nữ, lấy nữ tử chiếm đa số, đều cùng Mặc Họa không chênh lệch nhiều, hình dạng không tầm thường, ăn mặc cũng cực kỳ chính thức. Mặc Họa liếc nhìn, liền tại bên trong thấy được An Tiểu Bàn. Không có cách, một trong đám người, liền số hắn tối béo. Hạc giữa bầy gà, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Chỉ là An Tiểu Bàn tự hồ cũng không vui vẻ, đứng tại một đám trong hàng đệ tử, có chút rầu rĩ không vui, đầu cũng một mực thấp. Nhìn đến hắn tuy là An gia gia chủ con trai, nhưng cũng không được coi trọng, mà lại tại bọn này An gia đệ tử bên trong, hắn cũng hẳn là tư chất thấp nhất, tu vi thấp nhất, dáng vẻ cũng tối không xuất chúng một cái, đoán chừng là đặt ở bên trong góp đủ số. An lão gia tử nói, ta cùng Trương Điển Ti còn có chút sự tình cần, Mặc tiểu huynh đệ nếu không chê, có thể đi đằng sau dạo chơi ta An gia lâm viên, nơi đó sắc màu rực rỡ, phong cảnh vô cùng tốt. Những này trong tộc đệ tử, đều có thể tiếp khách. An lão gia tử chỉ đám đệ tử này, nhất là phía trước mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử. Mặc Họa có chút lúng túng, An lão gia tử tâm tư, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Tư Đồ Tú cũng có chút quẫn bách, không biết nói cái gì cho phải. Trương Lan thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không chút biến sắc đầu chén uống trà, chỉ là sau lưng nhìn có chút hả hê xông Mặc Họa nhíu mày. An lão gia tử phí nhiều như vậy tâm tư, đoán chừng là nghĩ kéo Mặc Họa ở rể. Chỉ là vì không làm được rõ ràng như vậy, mới tìm một ít cái khác An gia con cháu xen lẫn trong đó. Mặc Họa trong lòng thở dài, cũng lời cùng An lão gia tử qua loa. Vừa mới hắn có thể lãng phí thời gian nói những lời khách sáo kia, đã coi như là cho đủ lễ phép. Mặc Họa đứng dậy cáo từ nói, thời điểm không còn sớm, vãn bối còn có việc, liền cáo từ trước, không quấy rầy ngài cùng Trương thúc thúc trò chuyện chuyện chính. An lão gia tử thần sắc hơi có thất vọng, đảo cũng không nhiều làm giữ lại, chỉ nói, tiểu huynh đệ tự tiện, không cần giữ lễ tiết. Mặc Họa đứng dậy muốn ly khai, quay người lúc, lại thấy được thần sắc cô đơn An Tiểu Bàn, hơi chút chần chờ, sau đó trong lòng thở dài. An thiếu gia, An lão gia tử thì là ánh mắt sáng lên, tiểu huynh đệ, cùng tiểu phú nhận biết. Mặc Họa nhẹ gật đầu, ta cùng An thiếu gia là đồng môn, có chút giao tình, An thiếu gia còn giúp qua ta. An Tiểu Bàn thì ngây ngẩn cả người. Không phải Mặc Họa giúp hắn làm bài tập sao, lúc nào hắn đã giúp Mặc Họa rồi, hắn làm sao không nhớ rõ. An lão gia tử ánh mắt sáng lên, nhìn về phía An Tiểu Bàn ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Đã có một ít tình đồng môn, kia tiểu phú, ngươi liền dẫn Mặc tiểu huynh đệ đi dạo chơi. Vợ ánh mắt đều nhìn về An Tiểu Bàn. An Tiểu Bàn lần thứ nhất bị nhiều người nhìn như vậy, có chút co quắp, nhưng vẫn là đem sống lưng đứng thẳng lên một chút, nói, đúng, ra ra. An Tiểu Bàn đem Mặc Họa mang ra phòng khách. Về sau hắn liền lập tức nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ người tựa như quả cầu ra xì hơi, lại ỉu xìu bắt đầu. Nhìn xem có chút đáng thương, lại có chút buồn cười. Mặc Họa không khỏi hỏi, ngươi rất sợ ngươi ra ra sao? An Tiểu Bàn nhẹ gật đầu, sợ. Không riêng gì ông nội ta, ta cũng sợ cha ta. Còn có cái khác thúc thúc bá bá, bọn hắn sẽ đánh ngươi sao? An Tiểu Bàn lắc đầu, sẽ mắng ngươi. Cha ta sẽ, nhưng ông nội ta sẽ không, cái khác thúc thúc bá bá đồng dạng cũng sẽ không. À đúng, cha ta cũng sẽ đánh ta. Mặc Họa nghi ngờ nói, vậy ngươi sợ bọn họ cái gì? An Tiểu Bàn không trả lời, mà là thần sắc mất mát, nói, Mặc Họa, ta có phải hay không còn gì khác à? Mặc Họa muốn nói không phải, nhưng giống như lại tìm không thấy hắn có ưu điểm gì, chỉ có thể uyển chuyển nói. Là có một chút điểm. An Tiểu Bàn càng ủ rũ, cha ta là tộc trưởng, theo lý mà nói, tương lai của ta cũng muốn làm tộc trưởng, nhưng ta không bản sự, không đảm đương nổi tộc trưởng. Ngươi là bởi vì cái này, mới không vui sao? An Tiểu Bàn nhẹ gật đầu, cho nên ta những cái kia thúc thúc bá bá, bọn hắn nhìn ánh mắt của ta, lại tiếc nuối lại thất vọng. Khi còn bé ra ra cũng rất thương ta, nhưng chờ dần dần lớn lên, hắn thậm chí cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng ta. An Tiểu Bàn thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Loại sự tình này, người lấy trước không biết sao. Mặc Họa ấn tượng bên trong An Tiểu Bàn, vẫn là cái kia tùy tiện, có chút tính tình, nhưng tâm địa không xấu tiểu mập mạp. Bây giờ hắn lại trở nên tâm sự nặng nề. Lấy trước ta không biết, là bởi vì ta không phát giác được. Thế nhưng là về sau có một ngày, ta đột nhiên phát hiện, ông nội ta nhìn ánh mắt của ta, không còn là quan tâm, mà là lạnh lùng cùng thất vọng, ta lại nhìn ta cha. Còn có ta những cái kia thúc thúc bá bá, bọn hắn kỳ thật cũng đều đồng dạng, trong mắt chỉ có thất vọng. Có lẽ bọn hắn đã sớm đối ta thất vọng, chỉ là ta một mực không phát giác được mà thôi. An Tiểu Bàn ánh mắt, có thật sâu thất lạc. Vậy ngươi cố gắng tu luyện, học thêm chút đồ đâu? Mặc Họa nói,
An Tiểu Bàn vụng trộm lau, chùi đi nước mắt, mặc họa, ta đần a, vô luận ta lại cố gắng thế nào, đều luôn luôn học không được. Người khác có thể học được đồ vật, ta làm sao học, đều học không được a. Chương 144, An gia An Tiểu Bàn vụng trộm lau nước mắt. Mặc họa thở dài, liền mang theo An Tiểu Bàn tại An gia đi dạo một vòng. An Tiểu Bàn tâm tình khá hơn một chút, đột nhiên phát giác không đúng, đây là nhà ta, ngươi làm sao so ta còn quen. Nhà các ngươi trận pháp bố đến quá đơn giản, liếc mắt một cái thấy ngay. Mặc họa trong lòng nói, nhưng chiếu cố đến An gia mặt mũi, liền không nói thẳng, chỉ nói, ta là trận sư, căn cứ trận pháp nhìn ra được. Trận pháp là căn cứ An gia phủ đệ đình đài lầu các đến bố trí, mặc họa khám phá trận pháp, trái lại tự nhiên biết An gia phủ đệ là như thế nào tạo dựng. Hòn non bộ giả nước, quán lầu các đài, một thổ một cây, đều hợp trận pháp, có dấu vết mà lần theo. An Tiểu Bàn hâm mộ nói, mặc họa ngươi thật lợi hại, ta muốn là có ngươi thông minh như vậy liền tốt. Mặc họa nói, ngươi cũng không cần nhụt chí, trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngươi suy nghĩ một chút, mình thích làm cái gì? Trời sinh ta tài tất hữu dụng, An Tiểu Bàn trong lòng có phần bị cổ vũ, hắn nhíu mày suy tư thật lâu, ánh mắt sáng lên, ta thích ăn. Mặc họa thần sắc trì trệ, An Tiểu Bàn gãi đầu một cái này, có phải hay không không tốt lắm, còn, tốt a. Mặc họa che giấu lương tâm nói, An Tiểu Bàn lại gãi đầu một cái. Mặc họa nói, không cần quản người khác nói cái gì. Không cần quản người khác thấy thế nào, suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đời này muốn làm nhất sự tình là cái gì? Không cầu lớn bao nhiêu thành tựu, có thể không oán không hối thuận tiện, nha. An Tiểu Bàn nhẹ gật đầu, hai người vòng quanh lâm viên đi một vòng. An Tiểu Bàn đột nhiên nghĩ lên một sự kiện, nói, mặc họa, ông nội ta giống như muốn để ngươi ở rể. Mặc họa chưa phát giác ngoài ý muốn, ngược lại hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Mẹ ta cùng ta một đám thầm thầm A-di nói chuyện phiếm thời điểm, ta nghe được. Bọn họ rất là ưa thích trò chuyện cái này, trò chuyện một ngày đều không liên lụy. Mặc họa nhìn An Tiểu Bàn vui tại trong đó bộ dáng, đoán chừng mẹ hắn cùng người khác hàn huyên một ngày, An Tiểu Bàn cũng tại một bên say sưa ngon lành nghe một ngày. Bất quá mặc họa vẫn là nghi ngờ nói, ta mới mười mấy tuổi, ông nội ngươi cân nhắc, có phải hay không sớm điểm? Không còn sớm. An Tiểu Bàn lắc đầu, loại sự tình này liền muốn sớm định tốt, chậm liền bị người đoạt xong. An Tiểu Bàn lại giảm thấp thanh âm nói, ta nghe nói, một chút thế gia đại tộc, từ hài tử xuất sinh, linh căn xác định bắt đầu, liền lẫn nhau xứng đôi lấy đứng yên hôn. Thông gia từ bé sao? An Tiểu Bàn nhẹ gật đầu, những cái kia nhà học có nguồn gốc thế gia, đều sẽ nghiên cứu linh căn di truyền. Cái dạng gì linh căn tu sĩ kết thành đạo lữ, có thể sinh ra cái dạng gì linh căn hài tử. Vì bồi dưỡng ra càng hiếm hoi hơn càng thượng phẩm hơn linh căn, thế gia đại tộc ở giữa, liền sẽ căn cứ linh căn thông gia. Linh căn thông gia, thật có hiệu quả, hữu dụng. An Tiểu Bàn nói, những cái kia thế gia đại tộc đệ tử bên trong, thượng phẩm linh căn nhiều vô số kể, thượng phẩm hạ gia linh căn đều tính đồng dạng tư chất. Mà chúng ta những này địa phương nhỏ tu sĩ, trung phẩm thế là tốt rồi. Đây chính là thế gia đại tộc nghiên cứu linh căn di truyền, đồng thời dùng cái này thông gia kết quả. Mặc họa nhíu mày, hắn chỉ biết có linh căn di truyền, lại không nghĩ rằng nơi này có sâu như vậy môn đạo. Kết đạo lữ loại chuyện này, không phải ngươi tình ta nguyện sao? Những cái kia bị cưỡng ép hôn phối đệ tử có thể đồng ý sao? Thân bất do kỳ a. An Tiểu Bàn thở dài, ngươi ăn tông tộc, uống tông tộc, tu luyện chính là tông tộc công pháp, dùng chính là tông tộc linh thạch cùng linh vật, ra ngoài cũng muốn ỷ vào tông tộc quyền thế, không có khả năng một điểm giá phải trả không giao. Lời này là chính ngươi nghĩ ra được sao? Không phải, ta nghe ta nương nói. An Tiểu Bàn đàng hoàng nói. Vậy nếu như không đồng ý đâu, có thể phản kháng sao? An Tiểu Bàn nhếch miệng, ngón tay vặn bất quá đùi, phản kháng lại có thể có làm được cái gì? Thế gia đại tộc là đại thụ che trời, gia tộc đệ tử chỉ là trên cây lá cây, nhiều một mảnh thiếu một mảnh, lại có ảnh hưởng gì? Không phản kháng, còn có thể thanh thản ổn định tu luyện hưởng phúc, phản kháng, liền không còn có cái gì nữa. Mặc họa tâm tình phức tạp, lấy huyết thống gắn bó gia tộc, thân tình ngược lại tối mờ nhạt. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. An Tiểu Bàn lại nói, biện pháp gì? Mặc họa hỏi, An Tiểu Bàn len lén nói, các chơi các, cái gì ý tứ? Mặc họa không minh bạch, chính là, An Tiểu Bàn nhớ lại mẹ hắn nói chuyện trời đất nói lời, liền là ngươi có thể theo gia tộc yêu cầu, phối linh căn, kết đạo lữ, sinh hậu đại, nhưng sau lưng, ngươi yêu cùng ai tốt, liền cùng ai tốt, yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, bên ngoài không khó khăn lắm nhìn là được. Mặc họa nghe được trợn mắt hốc mồm, thật là loạn a. An Tiểu Bàn gật đầu, rất loạn. Nói xong, hắn lại bổ sung, gia tộc càng lớn liền càng loạn. Một bên khác, An lão gia tử cũng chỉ là cùng Trương Lan tùy ý hàn huyên vài câu, trò chuyện một ít không đau không ngứa.
Trương Lan cùng An Lão Gia Tử cũng không có gì nói. Rất vô vị. Còn không bằng cùng Mặc Họa nói chuyện phiếm, cứ việc Mặc Họa tiểu tử này có đôi khi nói chuyện có chút làm giận. Trương Lan không mặn không nhạt nói hai câu, vậy cùng Tư Đồ Phương đứng dậy cáo từ. An Lão Gia Tử ngồi ngay ngắn trầm tư một lát, An Gia Gia chủ An Vĩnh Lộc liền đi đến An Lão Gia Tử ra tay bên cạnh ngồi xuống, cho mình châm một ly trà, hỏi, cha, khách nhân đi rồi. An Lão Gia Tử nhẹ gật đầu. Vậy ngài ngồi tại cái này nghĩ gì thế? Ta sống không dài, đang suy nghĩ hậu sự. An Vĩnh Lộc vừa uống đến bên miệng nước trà liền bị sặc, cha, loại sự tình này không thể tùy tiện nói. An Lão Gia Tử mắt sáng như đuốc, quét một vòng An Vĩnh Lộc, chậm rãi nói, chúng ta An gia cùng Tiền gia đấu mấy trăm năm, một mực ở vào hạ phong, luyện khí, luyện đan những này nghề, cơ hồ tương đương chắp tay nhường cho, chỉ có linh thiện khối này, chúng ta còn có thể có chút ưu thế. An Vĩnh Lộc cúi đầu, hắn biến là gia chủ, dù là cũng không phải là lỗi của hắn, trách nhiệm này cũng nhất định phải hắn gánh. An Lão Gia Tử thở dài, hỏi, biết chúng ta nơi nào không bằng Tiền gia sao? Đối với bọn họ hung ác. Tiền Hoàng là sói, con của hắn, bao quát Tiền gia dòng chính những đệ tử kia, đều là con sói con. Mà ngươi, cùng ngươi con trai, ta liền không nói. An Vĩnh Lộc vùi đầu đến thấp hơn, An Lão Gia Tử gặp bộ dáng của con trai, không còn của trách, chỉ nói, ngươi còn muốn con của ngươi làm gia chủ sao? An Vĩnh Lộc ngẩng đầu, sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói, cha, tiểu phú hắn dù không có bản lãnh gì, nhưng tốt xấu tâm địa không sai, cũng biết đại thể, lên làm gia chủ. Chưa chắc có công, nhưng cũng không qua. Đứa con này của hắn, vốn là đần, hắn cái này làm cha lại không thay hắn cân nhắc, ai còn có thể vì hắn dự định. An Lão Gia Tử nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói chuyện. An Vĩnh Lộc trong lòng thấp thỏm, nhưng biết lời này không tốt trò chuyện tiếp, liền đổi đề tài, nói, ta nghe nói, ngài nghĩ chiêu tên tiểu tử ở rể. An Lão Gia Tử mở hai mắt ra, không khai. Làm sao lại không khai rồi? An Vĩnh Lộc nhỏ giọng hỏi. An gia không xứng. An Lão Gia Tử thản nhiên nói, An Vĩnh Lộc liền giật mình, trong lòng có chút không phục, thấp giọng giải thích, An gia làm sao lại không xứng rồi. An Lão Gia Tử lông mày nhíu lại, lấy cái gì phối. An Vĩnh Lộc hơi có tốt sắc, chúng ta An gia sản nghiệp, linh thạch, đông đảo đệ tử, tại Thông Tiên Thành bên trong, đều là số 1 số 2, chính là tòa phủ đệ này, Thông Tiên Thành bên trong nghĩ vào ở tu sĩ, không biết có bao nhiêu. A, tòa phủ đệ này nơi nào tốt? Bố cục tinh xảo. Dùng tài liệu có ý tứ, trận pháp càng là ta dùng nhiều tiền, mời trong thành nổi danh trận sư vẽ, cơ hồ có thể nói là kín không kẽ hở. An Lão Gia Tử thở dài, đứa bé kia trên đường đi, đem nơi này bên ngoài trận pháp một cái không lọt toàn nhận ra. An Vĩnh Lộc ngây ngẩn cả người, a, làm sao lại nhận ra, hắn đây cũng không phải là những cái kia lạm đường cái đơn giản trận pháp a, dễ dàng như vậy liền có thể nhận ra. An Lão Gia Tử thản nhiên nhìn con trai một chút, nói, ngươi cái này kín không kẽ hở trận pháp, tại người ta trong mắt, liền cùng cái sàng đồng dạng. Lời này cũng như dao, đâm vào An Vĩnh Lộc trong lòng. An Vĩnh Lộc há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Chương 145, cánh cửa Mặc Họa lại cùng An Tiểu Bàn hàn huyên một hồi, Trương Lan liền tìm tới hắn, nói muốn cáo từ, hỏi Mặc Họa muốn hay không đi. Mặc Họa cùng An Tiểu Bàn cáo biệt, An Tiểu Bàn có chút không bỏ, Mặc Họa liền để hắn có rảnh nghĩ thêm đến, mình muốn làm gì. Người cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào mình. An Tiểu Bàn trịnh trọng gật gật đầu. Mặc Họa mấy người ly khai An gia, Trương Lan cùng Không Tư Đồ Phương nhưng lại chưa trở về, mà là đi theo Mặc Họa, mãi cho đến Mặc Họa nhà tiệm ăn, lại tốn linh thạch mua không ít rượu thịt, nói muốn dẫn trở về ăn. Bọn hắn loại hành vi này, để Mặc Họa rất là khó hiểu. Tốn linh thạch mời Mặc Họa ăn linh thiện, mình không ăn, sau đó còn muốn chạy đến Mặc Họa trong nhà, lại tốn linh thạch mua thịt ăn, Mặc Họa không biết nói cái gì cho phải. Bất quá bọn hắn linh thạch nhiều, tùy bọn hắn đi. Trương Lan không thích ăn linh thiện, Tư Đồ Phương là trước đó trong núi, hưởng qua Mặc Họa mang thịt bò, cho nên một luôn nhớ mãi không quên. Hai người riêng phần mình mua mấy cân yêu thịt, liền cùng Mặc Họa tạm biệt. Mặc Họa nhớ tới, mình trong túi chữ vật, còn có linh thiện lâu linh thiện. Gà vịt thịt cá, còn có thật nhiều. Mặc Họa đem linh thiện giao cho mẹ hắn. Liễu Như Họa điểm một chút cho Mạnh Đại Nương, Khương Di còn có cái khác hàng xóm láng giềng. Sau đó mình lưu lại một chút, ban đêm lại lần nữa làm một lần, để Mặc Họa nếm thử. Mặc Họa ăn, nhẹ gật đầu, lúc này mới cảm thấy hương vị đúng rồi. Về sau mấy ngày, Mặc Họa như thường lệ tu luyện vẽ trận pháp. Một ngày sáng sớm, Mặc Họa ngồi xuống tu luyện, trong lúc hoảng hốt, cảm thấy kinh mạch rung động. Mặc Họa lập tức lấy ra càng nhiều linh thạch, tĩnh tâm thu nạp tu luyện. Không biết qua bao lâu, tu vi đã đột phá. Mặc Họa tâm tình phức tạp khó tả. Phí hết tâm tư nghĩ đột phá. Chưa hẳn đột phá được, tâm vô bàng vụ tu luyện, ngược lại đã đột phá.
Quả nhiên tu đạo vẫn là một cái tích lũy tháng ngày, nước chảy thành sông sự tình. Bất quá cuối cùng luyện khí 6 tầng, Mặc Họa tinh thần phấn chấn. Hắn cảm giác thần thức cường độ càng tiến lên một bước, mơ hồ trong đó hạn chế hắn thần thức tăng trưởng gông xiềng, cũng bất chi bất giác mở ra. Mặc Họa xốc lên ổ chăn, bên trên giường một loạt tất cả đều là túi chữ vật, trong túi chữ vật tất cả đều là bình ngọc, trong bình ngọc tất cả đều là yêu huyết, lít nha lít nhít, hơn 1000 bình. Mặc Họa muốn mượn cái này hơn 1000 bình yêu huyết, lĩnh ngộ chính đạo trận văn, bước qua đăng lâm nhất phẩm trận sư cánh cửa. Mặc Họa đem thiên trận đồ lục mở ra, tìm ra một bộ trận pháp. Nhất phẩm kim giáp trận, đây là Mặc Họa muốn học, thứ nhất bộ bao hàm chính đạo trận văn trận pháp. Trận văn Mặc Họa sớm đã nhớ kỹ thuộc lầu, chỉ là trước đó thần thức không đủ, họa không ra. Hiện tại Mặc Họa trở thành luyện khí 6 tầng tu sĩ, thần thức tăng cường không ít, có thể thử nghiệm họa cửu vân trận pháp. Mặc Họa bình tâm tĩnh khí, trải rộng ra trang giấy, điều tốt linh mực, lấy bút chấm mực, bắt đầu chính thức họa nhất phẩm kim giáp trận. Trước 8 nói trận văn, Mặc Họa vẽ lấy thành thạo điêu luyện, không có cái gì trở ngại, nhưng đạo thứ 9 trận văn, còn không họa mấy bút, Mặc Họa liền ẩn ẩn cảm thấy thần thức không đủ dùng. Không thể nào. Mặc Họa trợn tròn mắt, chờ hắn thần thức cơ hồ hao hết, cũng chỉ vẽ ra 8 đạo nửa trận văn. Làm sao kém nhiều như vậy? Mặc Họa để bút xuống, nâng cầm lên, bắt đầu tự hỏi, theo lý mà nói, hắn cảnh giới tăng lên, thần thức cũng sẽ đối ứng tăng cường không ít a, làm sao hiện tại thần trí của hắn vẫn là chỉ có thể nhiều họa nửa đường trận văn đâu? Hắn nguyên lai tưởng rằng, dù là không thể trực tiếp đem chín đạo trận văn trận pháp vẽ ra đến, cũng có thể nguyên lành họa cái đại khái, mình có thời gian luyện thêm mấy lần, liền không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, giống như không đơn giản như vậy. Mặc Họa nhíu mày, sau đó ngồi xuống, lấy minh tưởng thuật hồi phục thần thức, về sau lại thử mấy lần, hiệu quả đều không đại lý tưởng. Buổi chiều hắn liền đi trúc cư, tìm Trang tiên sinh. Trang tiên sinh phức tạp nhìn Mặc Họa một chút, hỏi, ngươi vẽ mấy đạo trận văn trận pháp? 9 đạo a. Vậy ngươi tu vi đâu? 6 tầng a. Mặc Họa không rõ Trang tiên sinh vì cái gì hỏi cái này. Trang tiên sinh trong lòng thở dài, nói, luyện khí tầng 5 đến 6 tầng đột phá, dựa vào cái gì có thể đền bù 8 đạo cùng 9 đạo trận văn, ở giữa thần thức chênh lệch đâu? Không đều là chỉ kém một cảnh giới sao? Luyện khí 9 tầng đến trúc cơ cũng chỉ kém một cảnh giới. Mặc Họa ngượng ngùng cười bên dưới. Trang tiên sinh kiên nhẫn nói, mỗi cái đại cảnh giới bên trong, càng là đến cuối cùng, tu vi cùng thần thức tăng lên càng chậm, cảnh giới ở giữa hồng câu cũng liền càng lớn. Cho nên 8 đạo trận văn cùng 9 đạo trận văn chi ở giữa chênh lệch, so với trước đều lớn sao? Mặc Họa hỏi. Trang tiên sinh vuốt cằm nói, bình thường mà nói, 9 đạo trận văn, đã là nhất phẩm trận sư mức cực hạn. 9 đạo trận văn nhất niệm A Thành, đối ngươi họa trận bút pháp, trận đồ ký ức, trận trụ cột lĩnh ngộ cùng thần thức cường độ cùng khống chế đều có cực cao yêu cầu. 8 đạo trận văn đến 9 đạo trận văn, nhìn như chỉ là lâm môn một cước, lại chênh lệch khá lớn, có chút trận sư ở đây băn khoăn cả một đời, chỉ thiếu chút nữa nhập phẩm, nhưng một bước này, khả năng cả một đời đều không bước qua được. Trang tiên sinh rất có cảm khái. Mặc Họa có chút khẩn trương, ngưỡng cửa này, hắn sẽ không cũng muốn bước cả một đời đi. Trang tiên sinh nhìn thấu Mặc Họa tâm tư. Điểm một cái chán của hắn, ngươi mới bao nhiêu lớn, sốt ruột cái gì, thanh thản ổn định trở về, nhiều họa luyện nhiều liền tốt. Trang tiên sinh nói như thế, Mặc Họa liền an tâm. Mình vẫn là chỉ cần một mực vẽ trận pháp thuận tiện, có khi ngốc nhất biện pháp, liền là biện pháp tốt nhất. Mặc Họa nhẹ gật đầu. Mặc Họa cáo từ về sau, trúc trong phòng gió nhẹ lưu động, Khôi lão xuất hiện tại Trang tiên sinh sau lưng, có chút hiếu kỳ hỏi, hắn cái này ngưỡng cửa, phải tốn bao lâu? Trang tiên sinh nói, ít thì 3-4 ngày. Nhiều thì nửa tháng đi. Khôi lão trầm mặc, rốt cục vẫn là không nhịn được nói, ngươi đem cái này kêu cửa hạm. 10 ngày nửa tháng là được, thế này sao lại là cánh cửa, ngay cả chướng ngại vật cũng không bằng. Trang tiên sinh thản nhiên nói, cảnh giới đột phá, giải hắn thần thức trên gông xiềng, hắn thần thức tăng trưởng hạn độ liền nới lỏng. Hiện tại hắn thần thức còn chưa đủ, qua cái 10 ngày qua, luyện một chút trận pháp, thần thức tăng cường, cái này chính đạo trận văn liền không khó. Khôi lão im lặng. Trang tiên sinh nhíu mày, chín đạo trận văn, đối tu sĩ khác mà nói, đúng là cánh cửa, nhưng Mặc Họa đứa nhỏ này luyện trận pháp nhiều lắm, ngưỡng cửa này đối với hắn mà nói, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Khôi lão không vui nói, vậy ngươi vừa mới còn nói nhảm nhiều như vậy. Trang tiên sinh thần sắc trở nên nghiền ngẫm bắt đầu, khẽ mỉm cười nói, ta liền trêu chọc hắn, để hắn không muốn kiêu ngạo. Mặc Họa sau khi về nhà, lại nghiêm túc dựa theo Trang tiên sinh nói, phóng bình tâm thái, thanh thản ổn định luyện trận pháp. Luyện một trận, quả nhiên cảm giác thần thức tăng cường, kim giáp trận trận văn cũng có thể nhiều họa mấy bút. Mặc Họa mừng rỡ, có thụ cổ vũ, tiếp tục vẽ xuống đi. Cứ như vậy, mỗi ngày thần thức mạnh một điểm,
trận văn mỗi ngày nhiều họa một điểm. 10 ngày sau, mặc họa tự nhiên mà vậy, liền đem kim giáp trận vẽ ra, có loại dưa chín cuống rụng, nước chảy thành sông cảm giác. Nhưng mặc họa lại nhíu mày. Giống như cũng không có Trang tiên sinh nói khó như vậy a, không phải nói 8 đạo trận văn cùng 9 đạo trận văn ở giữa có cánh cửa sao? Cánh cửa ở chỗ nào? Mặc họa tỉ mỉ nhớ một chút, vẫn là không nghĩ lên làm sao được tính là cánh cửa. Chuyện gì xảy ra đâu? Mặc họa có chút nghi hoặc, chân mày nhíu chặt hơn. Đã nói xong cánh cửa đâu? Chương 146, điểm phẩm mặc họa gặp lại Trang tiên sinh lúc, khuôn mặt nhỏ cũng có chút u oán. Tiên sinh, không phải nói có ngưỡng cửa sao? Trang tiên sinh cười cười, tùy ý nói, cánh cửa có, khả năng ngươi vô ý bên trong nhảy tới. Vậy ta hiện tại coi như nhất phẩm trận sư rồi sao? Không đơn giản như vậy. Trang tiên sinh tại trên ghế trúc tìm cái càng tư thế thoải mái nằm, đối mặc họa giải thích nói, có thể vẽ ra 9 đạo trận văn, chỉ có thể nói bước vào nhất phẩm cánh cửa. Ngươi còn nhiều hơn học, nhiều họa, học càng nhiều nhất phẩm trận pháp, triệt để nắm giữ 9 đạo trận văn nhất niệm A thành pháp môn, mới có thể tính có nhất phẩm trận sư thực lực. Mặc họa nghe ra Trang tiên sinh trong lời nói có hàm ý, có một phẩm trận sư thực lực, không nhất phẩm trận sư tên tuổi sao? Trang tiên sinh gật đầu, tên tuổi là Đạo Đình Định. Đạo Đình? Không phải Đạo Đình Ti sao? Đạo Đình Ti từ Đạo Đình quản hạt, bên trong trận sư đều không, có năng lực gì cho trận sư định phẩm? Trang tiên sinh ánh mắt thâm thúy nói, Đạo Đình chiếm giữ Cửu Châu Trung ương Đạo Châu, lấy 7 sao mệnh danh 7 các bên trong Thiên Xu Các, phụ trách quyết định Cửu Châu tất cả nhất phẩm trở lên trận sư cấp bậc. Cách mỗi mấy năm, Thiên Xu Các lại phái tu sĩ, đến Cửu Châu các châu giới cho trận sư định phẩm. Thiên Xu Các, mặc họa chấn động trong lòng. Đạo Đình cao cao tại thượng, xa không thể chạm, Thiên Xu Các cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Định phẩm rất khó sao? Mặc họa nhịn không được hỏi. Trang tiên sinh vuốt cằm nói, xem như khó khăn, một là khó tại khảo hạch, hai là khó tại danh ngạch. Mặc họa không biết rõ, Trang tiên sinh nói, khảo hạch dựa vào là trận pháp, danh ngạch dựa vào là nhân mạch. Mặc họa nhíu mày, trận sư định phẩm, không căn cứ trận pháp đến định, còn muốn dựa vào nhân mạch sao? Trang tiên sinh cười khẩy, trận sư định phẩm là căn cứ trận pháp trình độ tới, nhưng cho người định phẩm, là người, chỉ cần cùng người tương quan, tự nhiên đều muốn nhân mạch. Kia muốn cái nào nhân mạch à, hoặc là gia thế hiển hách, hoặc là phụ mẫu bất phàm, hoặc là ngươi linh thạch nhiều, khơi thông một chút, nhân mạch tự nhiên là cũng rộng. Mặc họa ngây ngẩn cả người, vậy hắn loại này không quyền không thế lại không có nhiều linh thạch tán tu, chẳng phải là định không được phẩm. Mặc họa yếu ớt hỏi, tán tu kia sẽ có danh ngạch sao? Cũng không có khả năng một cái không có, tóm lại sẽ có mấy cái, về phần có thể hay không tuyển chọn, liền xem ngươi duyên phận. Nói là xem duyên phận, kỳ thật liền là nhìn mệnh. Mặc họa cao mày nói, vậy dạng này nói lời, trận sư há không đều ở thế gia tông môn bên trong sao, tầng dưới chót tu sĩ bên trong trận sư liền đứt gãy đi. Trang tiên sinh ánh mắt ý vị thâm trường bắt đầu, nhìn xem mặc họa thản nhiên nói, cái này đúng. Mặc họa sững sờ, đáy lòng tuôn ra lên nhàn nhạt hàn ý. Trang tiên sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt mặc họa đầu, đây đều là ngoài thân sự tình, không muốn quá nhiều lo lắng. Mặc họa lại không thể không lo lắng, dừng một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, kia tiên sinh, nếu như ta vận khí không tốt, một mực định không được phẩm đâu. Trang tiên sinh chậm rãi ngồi dậy, mắt bên trong bại hoại diệt hết, phong mang hơi lộ ra, tại bình thản bên trong hiện ra bẽ nghễ, trận sư tìm kiếm thiên đạo, hiểu thấu vạn lý, không bị bất luận cái gì tục sự giới định, cũng không khỏi bất kỳ tu sĩ nào xem xét quyết định. Đạo Đình có thể định phẩm, nhưng định chính là bọn hắn phẩm, định là quyền cùng lợi phẩm. Trận sư chỗ chân chính tìm kiếm, không phải quyền lợi cấp bậc, mà xác nhận thiên địa đại đạo phẩm cách. Mặc họa rung động trong lòng, trong chốc lát thần thức tươi sáng, cảm thấy rộng mở trong sáng. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Mặc họa cung kính đứng dậy, hướng Trang tiên sinh thật sâu thi lễ một cái. Trang tiên sinh nhẹ gật đầu, sau đó lại tùy ý nói, bất quá, Đạo Đình cái kia định phẩm, có thể không chừng là muốn định một chút. A, mặc họa ngây ngẩn cả người. Đạo Đình định qua phẩm, thân phận liền không đồng dạng, về sau nói chuyện cũng kiên cường một ít, làm việc cũng thuận tiện, A Miêu A Cẩu cũng sẽ không ở mặt ngươi trước nhảy tới nhảy lui, còn có cho không linh thạch, ngu sao không cầm. Mặc họa trong lòng lại rung động một chút, nghĩ thầm Trang tiên sinh quả nhiên còn rất thiết thực. Vậy ta muốn định không lên phẩm đâu. Mặc họa lại yếu ớt hỏi, Trang tiên sinh nhàn nhạt lườm mặc họa một chút, không vội. Không vội mà định phẩm sao? Định không lên cũng không vội. Ây! Trang tiên sinh nói, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Ngươi đi định phẩm, cùng ngươi cùng một chỗ khảo hạch, không phải qua năm mới trung niên tu sĩ, liền là tóc hoa dâm lão đầu, bọn hắn so ngươi gấp cái gì? Nha! Nghĩ như vậy, mặc họa quả nhiên cảm thấy dễ dàng thật nhiều. Nhưng nếu là một mực định không lên đâu? Mặc họa so sánh lên thật đến,
Trang tiên sinh nhịn không được lại vuốt vuốt Mặc Họa tóc, nếu là một mực định không lên, ngươi liền trực tiếp đi định nhị phẩm. Mặc Họa ngây ngẩn cả người, nhị phẩm. Nhất phẩm sẽ thẻ, nhị phẩm sẽ không, thiên su các cũng không hoàn toàn là ngu xuẩn, kẹp lấy nhất phẩm coi như xong, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nhị phẩm liền không đồng dạng, trận pháp trình độ có thể lên nhị phẩm, cho dù không có xuất thân hiển hách, cũng tuyệt không phải người thường, thiên su các cũng không dám tùy ý trêu chọc. Trang tiên sinh giống như cười mà không phải cười nói, nếu ngươi thật có nhị phẩm trận sư tiêu chuẩn, thiên su các lại không muốn cho ngươi định phẩm, ngươi liền có thể đứng tại thiên su các cổng, chỉ vào bảng hiệu, mắng bọn hắn các lão có mắt không tròng. Mặc Họa nhỏ giọng hỏi, thiên su các lão, là tu vi gì a? Cái này khó mà nói, cao thấp cũng phải là cái động hư đi. Mặc Họa há to miệng, cái gì động hư, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc Họa nhìn một chút Trang tiên sinh, lặng lẽ hỏi, tiên sinh, ngươi sẽ không mắng qua các lão đi. Đứng tại người cửa nhà, mắng người ta các lão, Trang tiên sinh nếu là chưa làm qua, làm sao lại quen như vậy đâu. Ta luôn luôn không mắng người. Trang tiên sinh nói. Mặc Họa lại đánh giá một chút Trang tiên sinh. Tiên phong đạo cốt, cử chỉ phong lưu, cho dù nằm, đều tự có một cỗ tiêu sái cùng thoải mái. Mặc Họa thầm nghĩ, Trang tiên sinh bộ dạng này, nhìn qua hoàn toàn chính xác không giống biết mắng người dáng vẻ, nhưng thực tế thế nào liền không nói được rồi. Sau đó Mặc Họa trên đầu liền bị Trang tiên sinh nhẹ gõ nhẹ một cái. Có phải hay không ở trong lòng bố trí ta đây? Mặc Họa cười hắc hắc dưới, lại nói, thế nhưng là tiên sinh, chờ trở thành nhị phẩm trận sư, đến ngày tháng năm nào đi? Trang tiên sinh nói, nhất phẩm trận sư khó, lại chỉ có một cái cấp bậc, nhị phẩm trận sư liền không đồng dạng, điểm sơ trung cao ba giai, mỗi vượt một bậc thang, trận pháp trình độ đều có cách xa. Trang tiên sinh nhìn về phía Mặc Họa, lấy ngươi năng lực, chỉ cần có thể trúc cơ, tiêu một ít công phu, trở thành nhị phẩm sơ giai trận sư, không khó lắm. Mặc Họa mừng rỡ, cảm thấy lại có truy cầu. Nhưng hắn vẫn là có một nỗi nghi hoặc, vì cái gì nhị phẩm muốn điểm sơ trung cao bậc 3, mà nhất phẩm không phân đâu. Nếu theo Trang tiên sinh thuyết pháp, kỳ thật nhất phẩm cũng có thể điểm bậc 3. Không ra gì học đồ, trận sư, cùng vào phẩm nhất phẩm trận sư. Hiện tại nhất phẩm trận sư, kỳ thật có thể tính làm là nhất phẩm đẳng cấp cao trận sư. Ngươi cảm thấy thế nào? Trang tiên sinh hỏi. Mặc Họa nhíu mày nghĩ nghĩ, là cánh cửa sao? Trang tiên sinh gật đầu, thản nhiên nói, cánh cửa nâng lên, phía dưới tu sĩ liền không bước qua được. Chương 147, Khuê Mộc Lang như là đã học xong kim giáp trận, bước qua nhất phẩm cửu vân cánh cửa. Về sau chỉ cần giống như trước đó, một mực học tập cùng luyện tập trận pháp thuận tiện. Lấy Trang tiên sinh kiến thức, đều nói hắn trở thành nhị phẩm sơ cấp trận sư không khó, Mặc Họa lòng tin tăng nhiều. Nhưng hắn nghĩ lại, trở thành nhị phẩm trận sư có lẽ không khó, nhưng hắn trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ khó a, tán tu trúc cơ, khó khăn từng tầng. Mặc Họa thở dài. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Mặc Họa dành thời gian đi một chuyến luyện khí đi, mời Trần sư phó chế tạo một bộ mới đằng giáp. Luyện yêu sư thường dùng hộ giáp, có đằng giáp cùng thiết giáp hai loại. Đằng giáp từ dây leo thấm nước hong khô, lại từ luyện khí sư luyện chế mà thành, phòng ngự đồng dạng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nhất phẩm trung kỳ yêu thú, nếu không vẽ lên thiết giáp trận, rất dễ dàng tại săn yêu quá trình bên trong thụ thương. Thiết giáp từ tinh thiết luyện chế, có thể phòng ngự nhất phẩm hậu kỳ yêu thú công kích, nhưng hao phí tinh thiết quá nhiều, phí tổn đắt đỏ, đồng dạng liệp yêu sư cũng dùng không lên. Đồng dạng luyện khí hậu kỳ liệp yêu sư, sẽ mời luyện khí sư tại đằng giáp bên trong trộn lẫn tinh thiết, đem dây leo cùng sắt tan hỗn, phòng ngự như vậy sẽ mạnh chút, phí tổn cũng không trở thành quá đắt đỏ. Mặc Họa mời Trần sư phó luyện chế, liền là luyện khí hậu kỳ dùng đằng giáp. Mặc Sơn trước đó vào bên trong núi săn yêu, gặp được khó giải quyết yêu thú. Chiến đấu thời điểm, đằng giáp bị yêu thú xé mở một nói vết rạn. Nứt ra đằng giáp Mặc Sơn không bỏ được ném, còn tại Mặc. Mặc Họa thấy được, liền muốn một lần nữa cho phụ thân luyện chế một bộ mới đằng giáp. Bởi vì là Mặc Họa thỉnh cầu, Trần sư phó đánh lên 12 phần tinh thần, đều không cần đại trụ bọn hắn nhúng tay, mình vung mạnh chùy, tôi vào nước lạnh, thấm nước, chuyện gì đều tự thân đi làm. Mà lại trộn lẫn tinh thiết phân lượng cũng rất đủ. Mặc Họa muốn cho Trần sư phó linh thạch, Trần sư phó không muốn. Mặc Họa lại cho, Trần sư phó nguyên bản liền đen mặt trở nên càng đen hơn, nhìn không lên ta đúng hay không? Mặc Họa lại cho hắn vẽ trận pháp, ngẫu nhiên còn đào một ít khoáng thạch cho hắn, hắn trên miệng không nói, trong lòng đều là nhớ kỹ. Mặc Họa đành phải mang theo mấy cân thịt bò cho hắn, Trần sư phó như thế không khách khí, Mỹ từ từ nhận. Đằng giáp sau khi cầm về, Mặc Họa lại tại phía trên vẽ lên nhất phẩm kim giáp trận. Nhất phẩm kim giáp trận là chân chính bao hàm chín đạo trận văn nhất phẩm trận pháp. Cho dù là luyện khí 9 tầng tu sĩ, cũng đều là có thể sử dụng. Vẽ lên kim giáp trận về sau, đằng giáp phòng ngự hẳn là mạnh lên không ít.
Mặc Họa không muốn làm Liệp Yêu Sư phụ thân lại vết thương chồng chất. Vài ngày sau, Mặc Sơn lại muốn vào bên trong núi săn yêu, Liễu Như Họa vì hắn thu thập bọc hành lý, chuẩn bị thịt khô cùng lương khô. Mặc Họa liền đem bộ này đằng giáp cho Mặc Sơn. Mặc Sơn nhìn xem bộ này mới tinh, chế tác tinh lương đằng giáp, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là luyện khí làm được Trần sư phó giúp ta luyện chế, ta giúp việc khó của hắn, hắn cũng không muốn ta linh thạch. Mặc Họa cười nói. Mặc Sơn nhìn xem đằng giáp, không rời mắt nổi, ngoài miệng vẫn là thoái thác nói, quá quý giá rồi, ta cũ món kia còn có thể dùng. Món kia cũng nứt ra, rất nguy hiểm. Mặc Họa nói. Liễu Như Họa cũng cười nói, Họa nhi tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Mặc Sơn lúc này mới tiếp nhận đằng giáp, cầm trong tay nặng trình trịch, trong lòng cũng là ấm áp. Mặc Sơn thử mặc vào một chút, mặc dù nặng nề một chút, nhưng cực kỳ vừa người, sau đó lại phải đem đằng giáp cởi ra. Liễu Như Họa cau mày nói, ngươi không mặc sao? Mặc Sơn sờ lấy đằng giáp, nghĩ đến là con trai tặng, có chút không nỡ, nói, vẫn là mới, trước thu, ta sợ làm hư. Liễu Như Họa tức giận nói, đằng giáp không hỏng, tổn thương không phải liền là ngươi rồi sao? Mặc Sơn sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng cười dưới, cũng đúng. Thu thập thỏa đáng, Mặc Sơn liền mặc Mặc Họa tặng đằng giáp vào núi. Đường núi gập ghềnh, yêu thú hung hiểm. Mặc Sơn mặc đằng giáp, tiến vào Đại Hắc Sơn. Bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ, dù là con đường phía trước lại long đong, hắn cũng không có gì sợ. Mặc Họa đưa mắt nhìn Mặc Sơn ly khai, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn còn tại đằng giáp bên trong vẽ lên nhất phẩm cửu vân kim giáp trận tới. Chân chính nhất phẩm trận pháp nha. Cha hắn nếu là hỏi, hắn còn có thể nho nhỏ khoe khoang một chút. Mặc Sơn không hỏi, hắn cũng không tiện mình vì chính mình khoác lác. Bất quá có mấy đằng giáp cùng kim giáp trận, Mặc Sơn lại lên núi săn yêu, Mặc Họa cũng càng an tâm một chút. Về sau Mặc Họa tiếp tục học cái khác trận pháp. Mà tại Đại Hắc Sơn nội sơn bên trong, Mặc Sơn thì cùng đội săn yêu đồng bạn lần lượt tập hợp. Bọn hắn lần này cần săn giết là một con nhất phẩm hậu kỳ khuê mộc lăng yêu. Khuê mộc lăng yêu thân cao 2 trượng có thừa, đen bộ lông màu xanh lục, nanh vuốt sắc bén, lại mang theo màu xanh nhạt yêu lực. Khuê mộc lăng yêu lực có độc, lại thuộc mộc, một khi bị hắn gây thương tích, yêu lực nhập thể, độc tính sẽ lan tràn sinh sôi, rất khó trừ tận gốc. Một đám Liệp Yêu Sư thương lượng xong đối sách, liền bắt đầu xuất phát, tìm kiếm Khuê Mộc Lang Yêu tung tích. Từ khi trong nhà mở tiệm ăn về sau, Mặc Sơn có dư linh thạch tu luyện, vận khí cũng không tệ lắm, bây giờ đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Mặc Sơn cùng cái khác mấy cái luyện khí 9 tầng Liệp Yêu Sư xung phong, dọc theo núi rừng, vừa đi, một bên tìm kiếm lấy Khuê Mộc Lang khí tức. Một cái Liệp Yêu Sư đại hán nhìn thoáng qua Mặc Sơn, kinh ngạc nói, lão Mặc, ngươi bỏ được đổi đằng giáp rồi. Con trai tặng. Mặc Sơn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng thần sắc bên trong vẫn là có một chút không thể che hết đắc ý. Bên cạnh mấy cái Liệp Yêu Sư nhìn, trong lòng vừa chua vừa tức. Không sai biệt lắm được a. Muốn cười ngươi liền bật cười. Chúng ta không đánh ngươi. Các ngươi cũng phải đánh thắng được hắn mới được. Mấy người nói đùa một trận. Mặc Sơn bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, nhanh gặp. Mấy cái Liệp Yêu Sư đều thần sắc run lên, liễm lên nụ cười, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bọn hắn thấp eo, ngượn trong rừng thật sâu bụi cây che lấp. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trước tìm tòi, rốt cục giữa khu rừng khẽ cong dốc rách dòng suối trước, phát hiện Khuê Mộc Lăng Yêu. Khuê Mộc Lăng Yêu tại suối trước uống nước, tàn ngược đồng tử nhìn chung quanh. Mặc Sơn hạ giọng nói, quy củ cũ, ta trước ra tay, các ngươi cẩn thận, đừng bị nó móng vuốt làm bị thương. Đám người gật đầu. Mặc Sơn thừa dịp Khuê Mộc Lăng Yêu không sẵn sàng, ỷ vào thân pháp mau lẹ, thả người mà ra, quyền thế như gió, quấn lấy liệt hỏa, một quyền đánh về phía Khuê Mộc Lăng khía cạnh xương sườn. Quyền đến nửa đường, Khuê Mộc Lăng cảnh giác, sau đó thay đổi thân thể, quyền này chỉ đánh trúng phần lưng. Khuê Mộc Lăng thụ lực bị đau, lui lại mấy bước, mắt đen nháy mắt, hiện lên xanh lục, tàn ngược chi sắc càng sâu. Cái khác Liệp Yêu Sư cũng từ tứ phía toát ra, đem Khuê Mộc Lăng vây quanh. Vây giết chính thức bắt đầu. Vây giết yêu thú là một kiện hao thời hao lực, lại cực kỳ tiêu hao tinh thần sự tình. Liệp Yêu Sư cần toàn bộ tinh thần đề phòng, cùng yêu thú chém giết gần người, không thể có một tia phớt lờ. Nếu không rất dễ dàng bị yêu thú bắt được sơ hở, ù thành hậu quả xấu. Thịt của yêu thú thân cường hoành, huyết khí cũng so tu sĩ thâm hậu rất nhiều, cho nên phải tốn thời gian, từng chút đem nó mài chết. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, đối tu vi, đạo pháp, kiên nhẫn cùng kinh nghiệm, đều là một trận khảo nghiệm. Dám ở nội sơn săn yêu, đều là Liệp Yêu Sư bên trong lão thủ. Mặc Sơn cái này một đội cũng không ngoại lệ. Mọi người phối hợp ăn ý, ra tay quả quyết, tình thế nếu có không ổn. Cũng tuyệt không ham chiến, một khi bắt lấy sơ hở, cũng sẽ không nương tay. Thời gian liền từng chút quá khứ. Đi săn thời điểm,
Mạc Sơn cũng so ngày thường càng thêm cẩn thận, thân pháp thôi động đến cực hạn, thân ảnh từng tầng, tận lực tránh đi yêu thú mỗi lần công kích, không muốn tại đằng giáp trên lưu lại một tia vết cắt. Đại khái qua một canh giờ, Khuê Mộc Lang khí tức yếu bớt, cuối cùng chậm rãi tê lờ yệt ngã xuống trên mặt đất. Mọi người cũng không tới gần, như cũ đề phòng. Một cái liệt yêu sư đại hán lên trước, cẩn thận xem xét, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói, chết rồi. Đại hán nói xong, quay người nhìn về phía Mạc Sơn bên này đi tới. Mạc Sơn khóe mắt liếc qua ngắm một chút yêu thú, báo động tỏa ra, quát lên, còn chưa có chết. Lời còn chưa dứt, ngã trên mặt đất Khuê Mộc Lang mở mắt. Chương 148, kim giáp giả chết Khuê Mộc Lang, mở hai mắt ra. Trên người nó huyết khí, lại hùng hậu lên, yêu lực cũng bắt đầu vận chuyển. Đưa lưng về phía Khuê Mộc Lang liệt yêu sư đại hán chợt thấy phía sau dùng cả mình, vội vàng hướng một bên tránh đi. Hán tránh khỏi, nhưng không hoàn toàn hiện lên. Khuê Mộc Lang lợi chảo từ hán bên trái rơi xuống, tại trên cánh tay hắn kéo ra một đạo vết em máu, màu xanh nhạt yêu lực thuận vết thương, rót vào kinh mạch, khiến cho hắn cánh tay run lên, máu tươi chảy ra không ngừng. Đại hán mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Khuê Mộc Lang mắt lộ ra ngoan lệ, thứ hai chảo hướng về phía đầu của hắn hung hăng kéo xuống. Không trốn mất. Đại hán bị thương, yêu lực ăn mòn vết thương, hành động chậm chạp, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Cái này đột nhiên Mạc Sơn xuất hiện, thuận thế một cước, trực tiếp đem đại hán đá bay, đem nó cứu. Khuê Mộc Lang một chảo này lại thất bại. Đại hán sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy bị Mạc Sơn đá địa phương, nóng bỏng đau nhức, huyết khí cũng một trận bốc lên. Biết đây là Mạc Sơn vì cứu hắn, không có nương tay, dùng sức đá một cước. Một cước này cũng xác thực cứu được hắn. Nhưng đau cũng là thật đau. Đại hán không khỏi nói, Mạc Sơn ngươi hắn. Ngẩng đầu về sau, lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì Khuê Mộc Lang lợi chảo cao cao dương lên, mục tiêu chính là Mạc Sơn. Mà Mạc Sơn đá hắn một cước, còn chưa thu lực, lúc này tránh cũng không thể tránh. Mạc Sơn! Đại hán vội la lên. Mạc Sơn nhíu mày, nhưng thần sắc không thấy bối rối, đây hết thảy cũng tại hắn đoán trước bên trong. Hắn cứu được đại hán, sẽ lộ ra sơ hở, từ đó nhận Khuê Mộc Lang tập kích. Nhưng hắn tính toán qua lang yêu công kích, Khuê Mộc Lang một chảo này, từ trên xuống dưới, chỉ có thể thương tổn hắn phần lưng, mà lại sẽ không chí mạng. Hắn thụ bị thương, cứu huynh đệ một cái mạng, dù sao vẫn là đáng giá. Đội săn yêu những người khác cũng thấy cảnh ấy, nhưng bọn hắn thân pháp không như mực núi, cho dù chạy tới, như cũ kém một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khuê Mộc Lang yêu chảo ôm theo gió tanh, xé bên trong Mạc Sơn phía sau lưng. Nhưng tiếp xuống bọn hắn cũng đều trợn tròn mắt. Khuê Mộc Lang vuốt sói không xé đến thịt, không xé rách da, thậm chí đằng giáp đều không xé mở. Đằng giáp trên hiện lên màu vàng kim nhạt ánh sáng, đỡ được Khuê Mộc Lang một chảo này. Mạc Sơn bị một chảo này đánh bay, sau khi hạ xuống cũng phun ra một ngụm máu, nhưng không có vết thương, sẽ không bị yêu lực ăn mòn, chỉ là thụ yêu thú lực đạo xung kích, vấn đề không lớn. Nhưng đây chính là nhất phẩm hậu kỳ yêu thú a, làm sao lại không vết thương đâu, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần, mới nghĩ lên bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Nghĩ đến vừa mới đại hán cùng Mạc Sơn đều tình huống hung hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc, vừa hận yêu thú này âm độc giả chết. Một đám liệt yêu sư nhóm nhao nhao nâng đao, đem Khuê Mộc Lang loạn đao chém chết. Mạc Sơn nghĩ ngăn lại, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi, được, hiện tại da lông cũng mất. Đám người đem Khuê Mộc Lang yêu da lông lột, quả nhiên rách mướp, giống như là lam lũ vải, tìm không ra một khối hoàn chỉnh. Mạc Sơn lại thở dài. Nội Sơn không thể mỏi mòn chờ đợi, bọn hắn đem Khuê Mộc Lang thi thể thu thập xong, liền từ Nội Sơn rút khỏi, chuẩn bị ra ngoài núi một chỗ doanh địa, tạm thời nghỉ chân. Trên đường kia liệp yêu sư đại hán vết thương ẩn ẩn làm đau, nhịn không được mắng. Móa nó, những này yêu thú, giả chết dáng vẻ còn cũng không giống nhau, lão tử nhìn lầm, thật sự là chủ quan. Có liệp yêu sư nói, được rồi, lần này tính ngươi vận khí tốt, không Mặc lão ca, mạng ngươi đoán chừng cũng bị mất. Đại hán đối Mạc Sơn nói lời cảm tạ nói, đa tạ, huynh đệ. Mạc Sơn khoát khoát tay, mọi người kề vai chiến đấu, không cần phải khách khí. Đã tiến cùng một cái đội săn yêu, đều là vào sinh ra tử huynh đệ, hôm nay ngươi cứu ta, ngày mai ta liền cứu ngươi, đều là chuyện đương nhiên. Đại hán cũng liền không còn giả mồm nói cái gì lời khách sáo. Nhưng là đi tới, hắn liếc một cái Mạc Sơn trên người đằng giáp, vẫn là nhịn không được nói, ta nói, ngươi cái này đằng giáp là dùng cái gì làm sao cứng như vậy? Nhất phẩm hậu kỳ yêu thú, một trên móng vuốt đi, đều không thể xé mở lỗ hổng. Cái khác liệt yêu sư nghe vậy, cũng đều nhao nhao nhìn qua. Như thế cứng rắn đằng giáp, bọn hắn cũng đều còn là lần đầu tiên gặp. Mạc Sơn nhíu nhíu mày, hẳn là đằng giáp bên trên, trộn lẫn tinh thiết đi. Không có khả năng, đại hán lắc đầu nói,
muốn thật sự là dạng này, ta liền đem ta bộ này đằng giáp ăn. Có Liệp Yêu Sư xích lại gần Mạc Sơn, mắt nhìn Mạc Sơn trên người đằng giáp, lại dùng tay mò sờ, phân biệt xuống chất liệu, đối đại hán nói, ngươi bây giờ liền có thể ăn, là đằng giáp trộn lẫn tinh thiết. Đại hán nói, đánh rắm. Lão tử đằng giáp không phải cũng là trộn lẫn tinh thiết. Bị yêu thú một chảo, liền thành sợi đằng. Cái khác Liệt Yêu Sư cười to, nói, ngươi mua đoán chừng là hàng giả. Người kia trộn lẫn không phải tinh thiết, hẳn là hạt cát. Các ngươi đánh rắm. Đại hán mặt đỏ bừng lên. Mạc Sơn cũng nhịn cười không được cười. Nhưng là hắn cũng muốn biết, bộ này đằng giáp vì cái gì như thế cứng rắn. Hẳn là họa nhi ở bên trong vẽ lên trận pháp gì. Mạc Sơn trong lòng suy nghĩ nói. Đi nửa canh giờ, cuối cùng đã tới doanh địa. Đám người liền nhẹ nhàng thở ra, đại hán kia cũng co quắp ngã trên mặt đất, lấy ra đan dược ăn một hạt, lại đem hắn mấy hạt đan dược nghiền nát, vẩy vào trên vết thương, lại dùng vải băng bó kỹ. Đại hán thở dài, trở về lại muốn quấy rầy Phùng lão tiên sinh. Thỏa mãn đi ngươi, không phải Mạc Sơn một cước kia, ngươi muốn đánh nhiễu Phùng lão tiên sinh, chỉ sợ đều em ất em mạng đi. Đại hán nghĩ đến vừa mới khuê mộc lang kia hiện ra tùm lục quang móng vuốt, không khỏi dùng mình một cái. Kia một móng vuốt bắt hắn trên đầu, cũng không mệnh cũng bị mất sao. Nghĩ như vậy, đại hán trong lòng lại cảm giác kích, hắn lấy ra túi chữ vật, ném cho Mạc Sơn, lão Mạc, ta mời ngươi uống rượu. Thôi đi, ngươi là mời Mạc Sơn uống rượu không, ngươi là muốn cho hắn mời ngươi ăn thịt đi. Đại hán đạp kia Liệt Yêu Sư một cước, liền con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều, có bản lĩnh ngươi chớ ăn. Ta có ăn hay không liên quan gì đến ngươi. Hai người ồn ào lên, Mạc Sơn nhịn không được lắc đầu. Mỗi lần lên núi, Liễu Như Họa đều sẽ để hắn mang một ít lương khô cùng thịt bò, chính hắn ăn ngon điểm, cũng có thể điểm một chút cho cái khác Liệt Yêu Sư. Mạc Sơn lấy ra thịt bò, phân cho mọi người, lại đem đại hán trong túi chữ vật mấy bình rượu cũng chia. Cái khác mấy cái Liệt Yêu Sư, cũng nhào nhào lấy ra túi chữ vật. Có quả dại, có lương khô, có điểm tâm, cũng còn có một số cái khác khẩu vị rượu. Đám người có ăn có uống, trong doanh địa liền náo nhiệt lên. Mạc Sơn ăn vài miếng thịt. Uống một hớp rượu, cởi trên người đằng giáp, nghĩ lên cái gì, nhịn không được đem đằng giáp mở ra nhìn thoáng qua. Cái khác mấy cái Liệt Yêu Sư cũng nhao nhao đem đầu lại gần. Là trận pháp. Trận pháp gì? Ta làm sao biết? Có Liệt Yêu Sư ngẩng đầu nhìn Mạc Sơn, hỏi, trận pháp gì? Mạc Sơn lắc đầu. Con của ngươi vẽ, ngươi không biết. Nhi tử ta vẽ, những cũng không phải ta vẽ ra, ta làm sao biết? Đại hán lại hâm mộ lại ghen ghét, nói, lão Mạc con của ngươi xuất sinh trước. Ngươi có bái qua cái gì tiên nhân sao, ta cũng đi bái bai, nói không chừng nhi tử ta cũng có thể đồng dạng thông minh. Ngươi coi như xong đi, chính mình cũng không thông minh, còn trông cậy vào con trai thông minh. Không thử một chút làm sao biết. Trận pháp này, không phải thiết giáp trận đi. Có cái Liệt Yêu Sư nói. Vậy khẳng định, cái này rõ ràng phức tạp được nhiều. Đám người mượn doanh địa ánh sáng nhìn lại, gặp đằng giáp bên trong vẽ trận pháp, bút tích phức tạp, trận văn huyền ảo, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, xem xét liền không đơn giản. Mọi người lại nhìn một chút đằng giáp, không riêng trận pháp tốt, cái này đằng giáp chế tác cũng là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Nghĩ đến đây là Mạc Sơn con trai đưa cho hắn, trong chốc lát, mọi người trong lòng đều có chút e ẩm. Đúng lúc này, Mạc Sơn đột nhiên nói, không được. Cái khác Liệt Yêu Sư cũng thần sắc khẩn trương, thế nào? Mạc Sơn sờ lên đằng giáp, có chút đau lòng nói, có vết cắt. Một đám Liệt Yêu Sư yên lặng nhìn xem hắn, nửa ngày im lặng. Chương 149, Phong Ba Lão Mạc. Mạc Sơn. Không, Mạc đại ca. Có cái Liệt Yêu Sư dựng vào Mạc Sơn bả vai. Ngươi nói, lấy hai ta giao tình, ta lại kéo xuống ta tấm mặt mo này, cầu con của ngươi cho ta họa cái trận pháp, hắn sẽ đồng ý sao? Mạc Sơn còn chưa lên tiếng, bên cạnh liền có Liệt Yêu Sư nói, ngươi mặt lớn. Lớn tuổi như vậy, đừng nghĩ lấy dựa vào mặt ăn cơm. Một bên có người cười đi theo ồn ào. Mạc Sơn, ngươi cứ nói đi, nhiều ít linh thạch có thể họa trận pháp này, để cho ta có cái ý niệm. Mạc Sơn cười khổ nói, ta phải đi về hỏi hỏi con trai, trận pháp này hẳn là không tốt như vậy họa. Đám người nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Có thể ngăn cản nhất phẩm hậu kỳ yêu thú một kích trận pháp, hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy vẽ. Lại có Liệt Yêu Sư vụng trộm đối Mạc Sơn nói, con của ngươi, có phải hay không còn không đính hôn đâu. Mạc Sơn nhẹ gật đầu, hắn còn nhỏ đâu. Không nhỏ không nhỏ, loại sự tình này phải thừa dịp sớm cân nhắc. Ngươi có ý đồ gì? Kia Liệt Yêu Sư cười hắc hắc, ta có cái nữ nhi, dáng rất đẹp mắt đâu, phải không hai ta kết cái thân ra. Mạc Sơn, ngươi đừng nghe hắn đánh rắm, cháu gái ta mới tốt nhìn đâu. Mạc đại ca, loại sự tình này vạn vạn gấp không được, muốn ta nói lại chờ chút, đợi đến sang năm, nữ nhi của ta liền ra đời. Con gái của ngươi mới bao nhiêu lớn, không muốn mặt.
Mặc Sơn nhìn xem bọn hắn mồm năm miệng mười, bất đắc dĩ cười cười. Lần này săn yêu tuy có khó khăn trắc trở, nhưng chỉnh thể coi như thuận lợi, cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Đám người sau khi xuống núi, bán yêu thú, điểm linh thạch, riêng phần mình về nhà. Sắc trời dần dần muộn, bên đường đèn đốt từng cái sáng lên. Mặc Sơn đi qua quen thuộc đường đi, đẩy ra quen thuộc cửa sân, về tới trong nhà. Liễu Như Họa đã đem đồ ăn làm tốt, trên bàn bày biện rau xanh, thịt bò cùng bốc hơi nóng cháo. Lúc ăn cơm, Mặc Sơn liền hỏi Mặc Họa, kia đằng giáp bên trong, vẽ lên trận pháp sao? Mặc Họa một tay cầm không công màn thầu, trong cái miệng nhỏ nhắn đút lấy thịt, gật đầu nói, ta vẽ lên kim giáp trận. Kim giáp trận? So thiết giáp trận phẩm cấp cao sao? Đúng vậy, hiệu quả so thiết giáp trận cao không ít. Mặc Sơn suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi, ngươi đội săn yêu bên trong một chút thúc thúc, cũng nghĩ xin ngươi giúp một tay họa trận pháp này. Có thể, bất quá muốn chờ một trận. Mặc Họa gần nhất phải tốn thời gian, học mới nhất phẩm trận pháp, chờ hắn trận pháp trình độ vững chắc, lại quay đầu họa kim giáp trận, để cao hạ độ thuần thục. Mặc Họa nghĩ nghĩ, lại bổ sung, họa kim giáp trận lời nói, bọn hắn muốn chuẩn bị một ít kim hệ bút mực, linh thạch nhìn xem cho điểm là được, liền xem như là vất vả phí đi. Rốt cuộc tán tu trong tay cũng không tính là giàu có. Mặc Sơn yên lòng, cười cười nói, ta để bọn hắn trước chuẩn bị, chờ qua một đoạn thời gian ngắn, người có rảnh rỗi, sẽ giúp bọn hắn họa chính là, tốt. Mặc Họa đáp ứng nói, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, cha, đằng giáp trên cái này kim giáp trận, dùng tốt sao? Hắn muốn biết nhất phẩm kim giáp trận hiệu dụng như thế nào? Mặc Sơn vừa định nói dùng tốt, rốt cuộc nhất phẩm hậu kỳ khuê mộc lang đều không xé xấu bộ này đằng giáp. Hắn đời này, không xuyên qua so đây càng cứng rắn hộ giáp. Nhưng lời đến khóe miệng, Mặc Sơn lại chần chừ một lúc. Nói dùng tốt lời nói, liền mang ý nghĩa hắn tại trong núi gặp phải nguy hiểm. Mà mình gặp phải hung hiểm, vì không cho vợ con lo lắng, Mặc Sơn một mực chưa từng nói ra khỏi miệng. Mặc Sơn do dự một chút, nói, hẳn là dùng tốt, bất quá hôm nay săn yêu coi như thuận lợi, không gặp được cái gì hung hiểm, lần sau gặp được lại nói. Mặc Họa nhẹ gật đầu, khá là đáng tiếc. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ, không gặp được hung hiểm, luôn luôn chuyện tốt. Đằng giáp cũng tốt, kim giáp trận cũng được, cũng là vì giảm bớt nguy hiểm, nhưng lại giảm bớt, nguy hiểm cũng vẫn phải có. Tốt nhất tình huống, chính là không gặp được nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Mặc Họa liền thả lỏng trong lòng, thật vui vẻ ăn lên cơm đến. Mặc Họa ăn, lại nghĩ lên một vấn đề, cha, Triệu Thúc Thúc thế nào? Mặc Sơn nhíu mày, không phải đặc biệt tốt, một mực không tỉnh. Lão Triệu lên núi, bị không biết tên tu sĩ truy sát. Đào vong trên đường, rơi vào vách núi, bị nhánh cây cuốn lấy, sau đó lại bị Mặc Họa lấy thần thức tìm tới. Mạng sống như treo trên sợi tóc Lão Triệu, lúc này mới có thể còn sống, nếu không đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Là tiền ra làm sao? Không có chứng cứ xác thực, nhưng 89/10. Mặc Họa suy nghĩ một chút, nói, tiền ra truy sát Triệu Thúc Thúc, là vì cho hả giận, vẫn là nghĩ che giấu cái gì đâu. Dù trưởng lão tại cha, nhưng không đầu mối gì, đoán chừng chờ Triệu Thúc Thúc tỉnh. Cái này sự tình liền rõ ràng. Mặc Sơn thở dài nói. Mặc Họa có chút lo lắng, kia Triệu Thúc Thúc hắn lúc nào có thể tỉnh lại đâu. Mặc Sơn sờ lên Mặc Họa đầu, nói, yên tâm đi, Phùng lão tiên sinh nhìn, nói liền là hai ngày này, có rảnh ngươi cũng có thể đi xem một chút. Mặc Họa nhẹ gật đầu. Mặc Họa ngày thứ hai, liền đi lội Hạnh Lâm đường. Trọng thương hôn mê Lão Triệu, liền được an trí tại Hạnh Lâm đường thiên phòng bên trong. Lão Triệu thê tử còn có mang thai, không nên mệt nhọc, chỉ có thể mỗi ngày rút chút thời gian đến xem trượng phu. Dù trưởng lão ngược lại là thường xuyên tới, cũng thường an bài người tới hỗ trợ chiếu cố Lão Triệu, chỉ là Lão Triệu mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng một mực không có tỉnh dậy. Mặc Họa tới thời điểm, phát hiện Du trưởng lão cũng tại. Nguyên bản mặt trầm như nước Du trưởng lão gặp Mặc Họa, trong nháy mắt liền vẻ mặt ôn hòa bắt đầu. Mặc Họa, người đã đến a? Ta đến xem Triệu Thúc Thúc. Mặc Họa đi đến giường bệnh trước, gặp Triệu Đại Thúc như cũ mặt như giấy trắng nằm, có chút bận tâm. Sau đó nhỏ giọng hỏi Du trưởng lão, trưởng lão, tiền ra sự tình, cha ra cái gì tới không? Du trưởng lão trần trừ một lúc, cũng hạ giọng nói, ta phái người cha xét, gần nhất hơn một tháng, tiền ra một mực có người vụng trộm tiến Đại Hắc Sơn, lén lén lút lút, không biết đang làm cái gì. Mặc Họa nhíu nhíu mày, ta cũng lên núi, giống như không đụng phải bọn hắn a. Bọn hắn phần lớn là thừa dịp bóng đêm, lén lút đi, tiến núi liền không thấy bóng dáng, tự nhiên không đụng tới. Không riêng gì ngươi, cái khác liệt yêu sư cũng đều không phát giác. Du trưởng lão giải thích nói. Mặc Họa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Triệu Thúc Thúc đụng phải bọn hắn rồi. Du trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn ngày đó chạng vạng tối lên núi, khả năng vừa vặn đụng phải tiền ra người, cũng rất có thể biết tiền nhà đang làm cái gì, cho nên tiền ra liền nghĩ giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu,
Mặc Họa trong lòng nhảy một cái. Tiền gia đến cùng tại Đại Hắc Sơn làm cái gì, lại muốn giết người diệt khẩu để che giấu tung tích. Cái này Phùng lão tiên sinh đi đến, Du trưởng lão cùng Mặc Họa liền không trò chuyện tiếp đi xuống. Phùng lão tiên sinh bưng một cái đĩa phía trên đặt vào đan dược, châm cứu còn có một cái bốc hơi nóng tiểu lò. Phùng gia gia, đây là muốn làm gì? Mặc Họa hỏi. Ta dùng châm cứu, khơi thông một chút kinh mạch, thôi phát một chút dược lực, hắn đoán chừng liền có thể tỉnh. A nha! Mặc Họa liên tiếp gật đầu, ở một bên tò mò nhìn. Phùng lão tiên sinh lấy lò hun thuốc, chắt lọc dược tính, sau đó lấy kim châm tôi dược, đâm vào lão Triệu huyệt vị. Lão Triệu làn da dần dần đỏ lên, tụ huyết chảy ra, trong cơ thể một chút tạp nhạp linh lực cũng dần dần ổn định, bỗng nhiên liền mở mắt. Đám người cực kỳ vui mừng. Du trưởng lão thần sắc hơi an, vừa định an ủi hắn nghỉ ngơi thật tốt, cánh tay liền đột nhiên bị lão Triệu dùng sức nắm lấy. Lão Triệu khí tức bất ổn, nói không ra lời. Nhưng hắn vẫn là chăm chú nắm lấy Du trưởng lão, cắn răng, sức liều lực khí toàn thân, mới đưa câu nói kia nói ra, Đại Hắc Sơn, có linh khoáng. Du trưởng lão nghe vậy, con ngươi chấn động. Chương 150, linh khoáng. Lão Triệu nói xong câu đó, liền lại hôn mê bất tỉnh. Tựa hồ những lời này là hắn chấp niệm, từ hắn ngã xuống sườn núi bắt đầu, hắn chống đỡ một hơi này, chính là muốn đem câu nói này nói ra. Phùng lão tiên sinh. Du trưởng lão vội nói. Phùng lão tiên sinh lên trước nhìn, thử mạch đập, dò xét kinh mạch, nhẹ nhàng thở ra, không sao, ngất đi mà thôi, để hắn nghỉ ngơi một chút, ta lại đi luyện điểm đan dược. Làm phiền Phùng lão tiên sinh. Du trưởng lão nói lời cảm tạ. Phùng lão tiên sinh rời phòng, Du trưởng lão thì thần sắc ngưng trọng lên. Đại Hắc Sơn bên trong, lại có linh khoáng, Du trưởng lão trong phòng bước đi thong thả mấy bước, về sau dừng lại, gọi tới một cái liệp yêu sư, phân phó nói, ngươi đi, thông chi Du Thừa Nghĩa, tập hợp tất cả dẫn đầu liệp yêu sư, ta có chuyện muốn nói. Kia liệp yêu sư lĩnh mệnh đi, Mặc Họa thuận tiện kỳ hỏi, Du trưởng lão, linh khoáng là cái gì? Mặc Họa chỉ biết là linh khoáng bên trong có linh thạch, nhưng cụ thể hơn điểm, hắn cũng không rõ ràng, Du trưởng lão gặp thời điểm còn sớm. Liệp yêu sư tập hợp cũng muốn thời gian, liền kiên nhẫn cùng Mặc Họa giải thích nói, tu sĩ tu luyện, cần linh khí, mà giữa thiên địa linh khí mỏng manh, ngoại trừ một chút danh sơn đại xuyên còn có linh khí hội tụ, cái khác vắng vẻ địa phương, giống như là chúng ta thông tiên thành. Linh khí đã mỏng manh đến không cách nào cung cấp tu sĩ tu luyện. Đã như vậy, tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua linh thạch tu luyện, mà linh thạch đến nguyên liền là linh khoáng. Cái gọi là linh khoáng, là thời kỳ viễn cổ. Trong núi linh khí nồng nặc hoặc linh vụ cố hóa về sau, cùng núi đá đồng hóa, lại theo thế núi hình dạng mặt đất biến hóa chôn ở chân núi, năm này tháng nọ hình thành. Còn có một số, là thượng cổ linh thú, mảng lớn linh thảo linh vật chờ giàu có linh khí sự vật, bởi vì thiên địa đại kiếp hoặc rất nhiều biến cố, mặt đất lật úp, chôn ở dưới mặt đất cuối cùng linh giải mà hình thành linh khoáng. Mặc Họa nhẹ gật đầu, không khỏi nghĩ lên một vấn đề, ta đọc sách đã nói, thời kỳ viễn cổ đại tu sĩ, có thể bàn sơn đảo hải. Thâu thiên hoán nhật, bọn hắn lúc kia, linh khí cũng là mỏng manh sao? Cái này sao? Du trưởng lão suy nghĩ một chút nói, nghe nói thời kỳ viễn cổ, thiên địa linh khí là cực kỳ dày đặc, về sau kinh lịch đại kiếp, thiên địa cách cục biến động, linh khí mới dần dần mở nhạt. Cái gì đại kiếp a? Ta đây cũng không biết, đều là một ít truyền thuyết, nói không tỉ mỉ, không biết thật giả. Du trưởng lão nói xong, sau đó lại nói, linh khí mỏng manh còn có một nguyên nhân, ngay tại lúc này tu sĩ nhiều lắm. Đạo đình chưa thống nhất tu giới trước đó, thế lực khắp nơi mấy năm liên tục chinh chiến, sinh linh đổ thán, tu sĩ tử thương vô số. Đạo đình nhất thống về sau, chế định chuẩn mực, cấm chỉ lạm sát, tu giới có thể phồn diễn sinh sống, tu sĩ mới dần dần nhiều hơn. Nhưng tu sĩ càng nhiều, tu luyện thu nạp linh khí cũng càng nhiều, linh khí trong thiên địa tự nhiên càng ít đi. Đến 2 vạn năm sau hôm nay, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào luyện hóa linh thạch tới tu luyện. Mặc Họa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại lo lắng nói, vậy nếu như giữa thiên địa linh thạch sử dụng hết, tu sĩ có phải hay không liền không thể tu hành? Không dùng hết. Mặc Họa sừng sốt một chút, không có khả năng dùng không hết đi. Chí ít lại dùng cái mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Mặc Họa nhíu mày, nhưng chúng ta linh thạch cho tới bây giờ đều không đủ dùng a. Du trưởng lão nói, đó là bởi vì chúng ta không có linh khoáng. Mặc Họa trầm mặc, Du trưởng lão thở dài. Trong thiên địa này, từ lớn đến nhỏ linh khoáng, đạo đình chiếm cứ một nửa, còn lại cũng cơ bản đều bị có thế lực gia tộc và tông môn chiếm cứ, chúng ta chỉ có thể từ bọn hắn giữa ngón tay lấy một ít linh thạch sống qua. Những đại gia tộc kia cùng tông môn, tự nhiên là không thiếu linh thạch chỉ có chúng ta những tán tu này. Du trưởng lão nhìn một chút Mặc Họa, than thở nói, thiên đạo lấy linh khí dưỡng dục vạn vật, thiên đạo là công bằng, nhưng người không phải.
Mặc Họa thần sắc ngưng trọng, không khỏi nhớ tới một câu, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Kia đại hắc sơn linh khoáng, chúng ta có thể chiếm sao? Mặc Họa hỏi, du trưởng lão co mày nói, dựa theo lệ cũ, vô chủ bên trong cỡ lớn linh khoáng, về đạo đình ti tất cả, đào bới ra linh thạch, dùng cho tạo phúc bản châu giới tu sĩ đương nhiên nói là tạo phúc, khả năng lớn vẫn là bọn hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Về phần cỡ nhỏ linh khoáng, bình thường là trước đi đầu đến. Mặc Họa hỏi, kia đại hắc sơn cái này linh khoáng, đến tột cùng coi như chúng ta trước chiếm, vẫn là tiền ra trước chiếm. Cái này nói không chính xác. Du trưởng lão nói, sau đó lông mày nhíu lại, đối Mặc Họa nói, bất quá bình thường là nắm tay người nào lớn, người đó là trước chiếm. Mặc Họa ngây ngẩn cả người. Sau nửa canh giờ, liệp yêu sư nhóm tại du trưởng lão nhà đình viện tập hợp. Người đến bình thường đều là đội săn yêu bên trong dẫn đầu liệp yêu sư. Tu vi đều là luyện khí 9 tầng, Mặc Sơn cũng tại trong đó, du trưởng lão ngồi ngay ngắn ở giữa, những người khác điểm ngồi hai bên. Mặc Họa cũng muốn biết chuyện đến tiếp sau, cho nên rời cái ghế, ở một bên dự thính. Hai bên liệp yêu sư cũng không khỏi nhìn về phía mười mấy tuổi Mặc Họa. Đây chính là liệp yêu sư tại nghị sự, Mặc Họa đứa nhỏ này ở chỗ này, thật không có vấn đề sao? Nhưng bọn hắn lại không dám hỏi. Bởi vì du trưởng lão từ trước đến nay tính tình không được tốt. Bây giờ nhìn ánh mắt của hắn, một bộ mưa gió sắp đến ngưng trọng, mọi người càng là không dám nhiều lời. Nếu là chạm du trưởng lão lông mày, cho dù là bọn họ là luyện khí 9 tầng, cũng phải bị phun mắng chửi xối xả. Thôi, Mặc Họa đứa nhỏ này đã ở chỗ này, khẳng định là đạt được du trưởng lão thủ chịu, bọn hắn coi như không thấy được đi. Lúc này Mặc Họa ngay tại du trưởng lão cách đó không xa, ngồi tại cao cao trên ghế, bắp chân nhoáng một cái. Mọi người thấy, trong lòng cũng đều có chút phức tạp khó tả. Du trưởng lão đối đứa nhỏ này, cũng quá dung túng đi. Bất quá dung túng liền dung túng đi, dù sao bọn hắn lại không dám nói. Du trưởng lão nhìn thấy Mặc Họa cũng tại, trong lòng là có chút vui mừng. Hắn thấy, lấy Mặc Họa thiên phú, tương lai khẳng định là có thể làm trận sư, nói không chừng còn có thể thông qua định phẩm, trở thành nhất phẩm trận sư. Trận sư đối bọn hắn những tán tu này mà nói, là khó thể thực hiện. Mặc Họa có thể quan tâm liệp yêu sư sự tình, tự nhiên là không thể tốt hơn. Du trưởng lão lặng yên suy nghĩ. Bọn người đến đông đủ, du trưởng lão liền đem linh khoáng sự tình nói. Ngồi đầy phải sợ hãi. Đây chính là linh khoáng A, vô chủ linh khoáng. Lại nghĩ tới lão Triệu kém chút chết tại tiền gia trong tay. Có liệp yêu sư liền mắng, tiền gia đám súc sinh này, chẳng những trộm đào linh khoáng, còn muốn giết người diệt khẩu. Lão Triệu mệnh kém chút liền không có. Mẹ nhà hắn, tiền gia đám khốn kiếp này. Lại có tu sĩ đột nhiên nghĩ lên, trước đó lão tôn em mất tích. Có thể hay không cũng là tiền ra làm. Đám người sừng sốt một chút, lập tức trên mặt che kín vẻ lo lắng. Không chỉ là lão tôn, trước đó còn có cái khác mấy cái liệt yêu sư cũng em mất tích. Bọn hắn còn tưởng rằng là trượt chân rơi sườn núi, hoặc là bị yêu thú ăn. Hiện tại xem ra, khả năng cũng là tiền ra vì diệt khẩu, đem người giết đi. Cẩu nương dưỡng, khinh người quá mức. Liệt yêu sư nhóm nhao nhao chửi ẩm lên, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Du trưởng lão nhướng mày, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó bắt đầu phân phó nói, tập hợp tất cả luyện khí hậu kỳ liệp yêu sư, chúng ta cũng thừa dịp trời tối lên núi, từng chút lục soát núi, tìm ra linh khoáng vị trí. Có liệp yêu sư hỏi, nếu là đụng phải tiền gia tu sĩ đâu? Bắt lại tỉ mỉ thẩm vấn. Nếu là đụng phải tiền gia đại đội tu sĩ đâu? Du trưởng lão biến sắc, giận mà vỗ an nói, vậy liền giết chết bọn chúng.